Level là em sống đồ Tết cái chị ơi, nay sống đồ Tết là vừa rồi ha. Tính ra là xoay đi xoay lại là cuối tháng này Noel, xong cuối đó xong cái Tết mất tiêu nữa rồi. Tranh thủ vô sắm đồ trước khi mà nó tên lên giá, hoặc là trước khi mà mình không kịp mua đi. Ví dụ cái chị mà gấp quá nha, mình mà đang gấp bận đi, chiều đám cưới đi mà sáng mới mua, nhiều khi lựa nó không có dự ý cái chị ơi. Lựa về nhà cũng chưa dự ý lắm đâu. Bây giờ mua sẵn mình để trong tủ đồ mình, đi đâu cái là lôi ra có cái đầm đẹp mặc luôn. Đây mẫu đem mặc nè, đầm này body nên là có thể mặc đi cưới rất là xinh luôn. Em đính theo mấy viên ngọc trai bên này nè, cái chị ngọc trai cho mình ở bên hông ha. Rồi em đang mặc đây sale có 150 thôi, nhưng mà nó chỉ còn size một size duy nhất là size 2XL, tương đương là 57 tới 65 kg là vừa cho em luôn. 1232. Em chào chị Phạm Lý ạ. À, dạ lụa chị nha, em đang mặc là vải lụa, còn một màu nữa giống em đang mặc ha, còn một cái nữa đây nè. Em có cho mình là họa tiết là hoa cúc nữa nè, kiểu y chang luôn. À hoa cúc nó không có đính ngọc trai bên hông, nhau hoa cúc là trơn thôi đó, tại vì họa tiết nó đẹp rồi. Còn em đang mặc nó không có họa, nó không có họa hoa đó, nó chỉ là họa tiết phối màu thôi. Đính thêm ngọc trai bên này cho mình, hơi khác kiểu chút xíu nhá, giá tiền bằng nhau là 150 cho mình luôn. Rồi xanh em mặc là 1232, còn size 2X, còn cái hoa cúc này là 1231. 1231 là hoa cúc thì em chỉ còn cho mình là, à hoa cúc thì hôm nay em còn cho mình là 3 size luôn nha. Ui cái này nhiều hơn nè, biết vậy em mặc cái hoa cúc rồi. Thôi để xíu nữa nha, xíu để mặc hoa cúc cho mình coi luôn ha. À, chào chị Ngọc Tây nha, mẫu đang mặc hỏi chị 149k. Chào chị chỗ nào Bình Yên luôn nè, khách VIP nhẹ không hà. Chào chị Kiều Nga luôn. Rồi em đang mặc là 1232. Quên á, nãy không em chú kiểm tra chú kem em mặc xanh luôn. Thôi kệ, xanh cũng đẹp ha, mà nó hơi ít một xíu thôi. Cái hoa cúc này cũng còn nè, để xíu mặc cho mình coi nha. Giờ mắc ở đây trước đó, mình ngắm thử mấy cái mẫu phía sau em chưa nè, mình ưng được cái nào không, ưng cái nào thì comment cho em biết rồi em sẽ mặc lần lượt từng mẫu cho mình coi nha. Mẫu em đang mặc là 1232, 149.000 đồng. Hiện tại thì em còn size từ 57 tới 65 kg là mặc vừa luôn. Body cổ đổ các chị nha, khóa phía sau lưng cho mình ha, đó có xẻ tà phía sau luôn. Chào chị Nga Nguyễn nha. Ủa đâu mất đi cái livestream của em rồi. Rồi để em xíu nha. 1232 chất liệu là vải lụa. Em 1232 đẹp, rất đẹp. Em cảm ơn chị chỗ nào Bình Yên luôn. Chào chị Navimo nè. Mẫu đang sale có 149 nè các chị ơi. Bình thường em bán nó là 290 lận. Khi mà nó mới về nha là 290. Hôm nay là coi như qua đợt rồi ha, qua cũng hai đợt hàng rồi. Cũng coi như là lễ sai rùa thì sale luôn. 149k cho mình. Chị nào chưa có lên đơn giúp em ạ. Xanh 1232. Body cổ đổ vải lụa, khóa phía sau lưng và có xẻ tà phía sau lưng. Chị Mai Huế chúc 1232 size 2X giờ ok luôn. Em cũng chỉ còn mỗi size 2X thôi chứ không có size nhỏ nha. Tranh thủ vô đặt sớm giúp em ạ. À, mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là ok nha. 149k nha cả nhà, quên. Em đang định bán cho 299. Hôm nay sale chỉ có là 149k thôi. Rồi tiếp theo đây em sẽ qua cho mình coi em váy này. Em có cái em váy này hôm nay cũng đang sale nè. 70 kg mặc vừa nha, mà em sale có 119k thôi. Trời ơi không tin được luôn. Giới thiệu cho các chị mẫu siêu phẩm bo thun eo, co giãn được thêm là năm ký nữa các chị nha, tối đa là 70 kg đổ về cho em nè. Đây là 1275, cho chị xem vài cái đầm hoa, vài cái đầm hoa và ok chị đảm xíu nha. Dạ em cảm ơn chị rất là bình yên nha. Rồi bây giờ em đang mặc trên người là 1275. Đây hoa nè, chị thích hoa màu sáng hay là hoa màu tối, hay là hoa to hoa nhỏ gì không? Có ưng một vào trong những cái kiểu nào phía sau em không? Nếu mà ưng thì cho em xin cái màu đi, em mặc cho mình coi nha. Phía sau cũng khá là nhiều mẫu nè. Hoa nè, hoa giá rẻ em đem xem cũng nhiều lắm. Đó, hoa nè, quá trời quá đất luôn. Ưng cái hoa nào nói em, phía sau em xin cho mình coi mấy mẫu trước nha. Thích mẫu nào comment cho em biết nè, em sẽ mặc cho mình coi luôn. Đó, mình thích hoa to hoa nhỏ gì đó mình comment cho em luôn, để em kiểu như là em sẽ giới hạn lại là cái nào mình thích thì em sẽ mặc cho mình coi cho đúng ý luôn. Chứ nhiều khi mình không có thích là hoa to hay là hoa nhỏ, không comment cho em biết thì nó rộng lớn quá, nó bao la quá, nhiều hoa quá, em không có chốt được là thích cái nào ha. Rồi, em đang mặc đây là 1275 nha. Sao giá tiền là 119.000 đồng luôn. Hôm trước chị mua 3 cái 75 giá 199k luôn. Rồi, hôm nay em còn có vài cái à, sale lỗ vốn luôn 119.000 đồng. Thiệt ra thì em cũng không muốn đâu, nhưng mà các chị có nghe thông tin là dịch nó quay trở lại rồi không? Trời ơi, em chỉ sợ là mấy bữa nữa mà nó kêu mình
nó có kêu mình mà ví dụ như mà cấm tụ tập hay là cấm mua bán này kia chắc em chết sớm luôn cái chị thiệt. Rồi rất là sợ luôn, cho nên là hôm nay em là em sẽ cố gắng là sale cho nó đi bớt hàng cái chị nha, chứ để tại kho thì cũng không để làm gì, sắp Tết tới nơi rồi. Buôn bán bây giờ là chán lắm luôn đó các chị ạ. À, đây là 1275 nha. 2 à quên 119.000 đồng, em quên 119k thôi. 1275 119k cho mình. Em còn cho các chị là 3 size luôn, size M, size XL và size 2X. Bình thường em bán nó là 199. Đây khách em vừa mua 3 cái 199. Hôm nay em sale có 119.000 đồng thôi. Rẻ hơn rất là nhiều luôn, thiệt luôn các chị ơi. Nha chị nào chưa có mình à, mình nên đặt sớm nhé. Đợt trước cũng có giãn cách, một là giãn cách rồi, một lần là em đã là nghỉ, em nghỉ hôm đó chắc tuần hơn á, không buôn bán gì được luôn. Trời ơi, mới có nguôi ngoai được xíu thì bây giờ nó lại quay lại tiếp. Hôm cho chị cái 1275 dạ ok luôn. Rồi hoa to thứ năm. Hoa to thứ năm hả chị ơi? Bây giờ thứ năm là em không biết chị hỏi cái từ bên nào qua. Mình cho em xin cái màu nền với cái màu hoa nó dễ hơn. Ví dụ như là cái tím hoa nè, đó. Đen hoa trắng to cho cái chị mình nè. Xanh hoa nè, hoặc là chị muốn coi cái này là xanh hoa trắng, tím hoa trắng nhỏ gì đó, cho em xin cái màu nha chị nha. Cái màu nền với cái màu hoa nó sẽ dễ hơn. À, địa chỉ em có rồi, mua mấy cái rồi. Dạ ok chị Huyền luôn. À, chị Vi Vân chúc đơn cho mình là 1275 em đang mặc nè. Chị lấy luôn 2X. Dạ ok chị Huyền nha. Từ đầm sọc hả chị? 75 cho chị Huỳnh Linh nè. À, để em xíu. Từ đầm sọc chới áo màu cam. À vậy là cái này đúng không chị? Đây đúng không? Cái xanh hoa đúng không? Xanh hoa đỏ. Nếu mà đúng thì chị ok cho em một tiếng nha. Rồi em sẽ mặc cho mình coi luôn. Cái này cũng rẻ có 150 à. Đằng sau em là bây giờ rẻ lắm luôn á. Trừ mấy cái mới về thôi thì em toàn bán dưới 200. Mấy cái mới thì tầm 250, 290. Còn lại mấy cái kia là 150, 140 hết luôn. Em mặc hả chị? Dạ 119k nè. Đây còn size lớn nha. Mẫu này là co giãn được tới 70kg luôn. Chị nào size lớn mình chọn cho em cái váy này. 70kg đổ về là vừa giúp em luôn. Mã số là 1275 nha. Tay cũng có bao thun cho mình nè. Chị nào thích đè cho nó phồng phồng thì mình để nguyên cái phần bao thun. Còn ai mặc mà không quen, thấy nó hơi bó bó khó chịu, tháo cái thun tay ra cũng được luôn. 119k chúc cho chị mộng tiền. 1275 chúc cho chị ổn điểm đè tên dễ thương quá. Lấy cho chị xem thêm cái hoa màu tối nữa đi hả chị? Hoa màu tối đúng không? Nếu mà màu tối thì đây em có cái này. Cái này là nhẹ nhàng nè. Đối với em thì em thấy cái màu này là nó hơi tối á, nó hơi nhẹ nhàng quá, là hai cái này đều là màu tối hết nè. Còn màu sáng thì nhìn vô một cái biết liền. Tím nè, trắng nè, xanh nè là nhìn cái màu hoa sáng. Hoa này được không chị? Tối về được chưa? À rồi, ok chị Huỳnh Linh để chốt thêm cái nữa. Mình xem hết cái line này em đảm bảo luôn phải mua được tầm 2 cái 3 cái. Đặc biệt bình thường em bán 300 cái, hôm nay sale có 100 mấy à? 100 mấy 200 cái không hả? Đây, mẫu này hôm nay cũng đang sale nè. 199k hàng mới về. Bình thường em sale nó 260, nay còn có 199 nè các chị. Đẹp chưa? Em chưa kéo khóa phía sau lưng. Màu này được không chị ơi? Vậy là tối được không? À 44. 44 thì cái này em hết mất tiêu size của chị rồi. Em còn size XL với 2X thôi hả? Chị mặc thì nó hơi rộng. Mình về bóc eo cho em được không? Chứ em hết size nhỏ mất tiêu rồi. Dạ đây là 12. À khoan khoan, chưa đọc mã số đâu. Ok, cái này đi đã, mặc cho mình coi. Giờ đọc mã mới công lộn ha. Rồi bây giờ em đang mặc là 1275 nha. Bây giờ em sẽ qua cho mình coi cái xanh này. Rất tiếc là em chỉ còn cho mình size lớn thôi. Chị nào tầm 55, 65 thì ok, vừa đẹp khỏi phải sửa luôn. Còn ai nhỏ người hoặc là bình thường mặc size nhỏ thì cái đồng đó về phải bóp eo lại cho em xíu nha. Đúng không ta? Đúng rồi. Ủa? 1258. Rồi cái đồng đó phải về bóp eo cho em xíu nha. Để đẹp xíu nè. Em qua cho mình coi cái xanh hoa đỏ phía sau ha. Đây chuyển mẫu nha. Qua cho các chị coi cái xanh hoa đỏ phía sau em đang sale có 150 thôi. Nhưng mà nó còn size XL với size 2X thì là tương đương là 55-65 giúp em nha. Đây 55-65kg mới vừa nha các chị. Chứ em mặc thì cái mình coi nè. Nếu mà chị nào cỡ 50kg như em thì mình thấy là nó sẽ rộng như vậy. Nhưng mà cũng tùy hai chị nào mà dáng người mình nó hơi tròn tròn xíu á. Eo các chị mà nó rơi vào tầm 75 á, 74-75 là mình lên 2X là cũng được luôn. Còn eo em có 68 thì nó sẽ hơi rộng ra với em. Bình thường chị nào eo 68 giống em mặc size M, mà em hết size M rồi. Giờ còn XL với 2X nha. Em mặc nó hơi rộng mình xem đỡ nha. Sale giá có 149.000 đồng thôi. Còn là size lớn
khá là nhiều. Size lớn thì em còn tương đối trên dưới 50 cái, mà em sẽ có 149k cho mình thôi. Đó, ai size nhỏ về bắp eo nha, được không ạ? Áo size nhỏ là áo nào sắp? Áo size nhỏ thì nhiều lắm chị ơi, mình thấy em mặc cái đầm nào lên mà em mình nghe em giới thiệu là có full size hoặc size M, size L là size nhỏ. Bên em size M là nhỏ nhất. Mà em chưa biết là chị Suri mặc chị Suzy mặc size nào ạ? Chị bao nhiêu ký chị ơi? Để có gì em coi là chị mặc cái size nào cái đã, rồi em sẽ giới thiệu cho mình luôn. Cho chị xem hoa nhí màu nhạt sau lưng em. Hoa nhí hoa nhí màu nhạt sau lưng em, mà bây giờ có cái này tới mấy cái hoa nhí là tím hoa nhí màu trắng nè, nha tím hoa trắng đền tím hoa nhí nè. Còn cái này là mới về nè, đuôi cá mới về hoa màu hồng hồng. Còn bên này là hoa cúc nhỏ xíu xiu. Đó là những cái hoa nhí phía sau em mà có thể là chị thấy á. Đó rồi bà, à cái này nữa là xanh hoa vàng nữa. Em có tới mấy cái hoa nhí là xanh hoa vàng, đen hoa cúc nè, đen hoa hồng nè. Rồi cái này là tím hoa trắng nè. Chị thích coi cái màu nào ạ? À? Em mặc cho chị coi luôn. Dạ đang mặc là 1258 chị Minh Thư ơi. À, cúc tím 50kg vừa hôm. Cúc tím cũng hết size luôn. Cúc tím này em hết size nhỏ rồi nha. Đa số hôm nay các chị mà xem cái like này của em á, những cái nào mà lẻ size rồi á thì nó toàn hết size nhỏ trước không hả? Thì toàn là size lớn không. Tím này cũng vậy, size lớn. Em mặc cũng size lớn luôn. Về bóp eo cho em xíu được không? À, em sale cho mình giá tiền là 149k ngày hôm nay. Vậy nếu size M thì mình đợi em xíu nha. Size nhỏ thì nhiều lắm nha, em mặc lên mà có giới thiệu mà có size M thì đặt hàng luôn. Đầm đang mặc em chỉ còn hai size lớn thôi. 1258 ạ, 55-65. Em mặc là rộng là cái chị biết rồi, hết size nhỏ rồi. 55-65kg mặc vừa cho em luôn. Mặc hoa cúc, à cái hoa cúc này đúng không? Hoa cúc này thì body nè. Cái này thì em không biết còn size M không ta. Em có hai cái hoa cúc này là, một á là body, hai là lầm xòe. Đây, cái này là của lô trước, em may là dạng body cổ đổ. Em về lô này là may thêm nữa. Tại vì nhiều chị khách thích cái hoa này nè, bảo em về thêm thì em về thêm như may kiểu khác, là may đầm xòe. Chị thích coi hoa cúc xòe hay hoa cúc ôm thì em mặc cho chị coi. Hai cái này là vải y chang nhau nha. Vải y chang nhau nha, khác khác được về với khác kiểu xòe, kiểu ôm thôi. Rồi em mặc là 1258 nha, bây giờ em coi mẫu nè, 149k đồng đang mặc thôi. 1258 XL cho chị Thu Bùi luôn, 149.000 đồng, 65kg độ về giúp em. Hoa đen hoa hồng, hoa đen hoa hồng hả chị? Hoa đen hoa hồng phải chắc cái này quá. Đây hoa đen hoa hồng, để em giới thiệu cái này trước nha, hoa nhí này trước. À, 58 cho chị Hoài Mạnh luôn. Rồi hoa cúc ôm, rồi ok để em xíu luôn. Em sẽ mặc cái mới này trước nha. Rồi em lên cái hoa cúc ôm cho mình coi. Hoa cúc ôm thì hôm nay lẻ size M mất tiêu rồi. Còn cái đầm này thì full size nè. Mẫu hoa nhí này là đuôi cá. Em mới về mẫu hoa nhí này may cái dạng đuôi cá đắp chéo cho mình, rất là đẹp luôn. Rồi đây hoa nhí các chị nha, cái màu này tươi nè, ai thích màu tươi tươi thì chọn cho em cái này ha, nó hồng hồng nhìn cái màu rất là ngọt, rất là tươi luôn, mặc lên là trẻ được mấy tuổi luôn. Em sale giá là 219.000 đồng, 1297 nhá, bình thường sale 260, nay sale có 219k thôi. Đầm bi tròn, dạ có giá sale không em? Đầm bi tròn là em sale sẵn rồi chị. Đầm bi tròn em sale sẵn bữa giờ là 199k chị ơi. Phong suông nha, cái bi là phong suông phải xè nha. Bi em may là phong suông, nó có 199k thôi hà, sale rồi. Em sale bữa giờ mấy hôm rồi. Rồi bây giờ em đang mặc là 1297. Đầm này thì em còn full size hàng mới về nha, 65kg đổ lại giúp em. Chất lụa nha các chị, sale mua 219.000 đồng thôi, xinh lắm. Ở phía dưới là may đuôi cá đắp chéo nha, hai bên đắp vào nhau, rất là dễ thương luôn. Nhận hàng chắc chắn các chị thích liền. Em chào chị Mỹ Ly ạ, à, chào chị Thúy Hình luôn. 65kg đổ về chị ơi, 65kg đổ lại giúp em full size nha. À, 219k thôi ạ, 219k. Chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em, đen hoa nhí màu hồng hồng. Nó có màu trắng trắng, hồng hồng. Nói chung là cái này nó cũng nhiều màu các chị. Nhìn cái màu rất là ngọt ngào ha. 1297 1297 kèm số điện thoại cho em là được nha. 1297. Em sale là 219k chị Ngọc Thảo nha. À, mặc cho chị xem. Đầm vàng, đầm vàng, đầm cam. À đầm vàng, đầm cam là đầm ren chị yêu nha. Bây giờ hai cái màu này mình chọn cho em trước là cái màu nào đi. Tại vì em sẽ mặc trước cho mình coi một màu ha, rồi cắt qua một hai mẫu khác em lại mặc tiếp màu nữa. Tại vì nó cùng chất liệu là cùng vải ren đó chị. Mà hai cái bây giờ nó giống nhau là nó chỉ còn size lớn thôi hả. Cam với vàng em còn size lớn là 57-65kg vừa. Tím nè,
Tiến còn size nhỏ nè, giờ là không có lựa chọn giữa hai ba màu được nữa rồi, mà là mình mặc size gì thôi. Size nhỏ thì chọn cho em cái tím, còn size lớn thì chọn cái vàng với cái cam nha. Giờ nó lẻ size mất tiêu rồi. Em mặc là 1297 nha. Chúc cho chị Mai Thi nè, 219.000 đồng, 219k nha cả nhà. Đầm suông đuôi cá, cái này em không có đắp eo nha, may suông từ trên xuống dưới cho mình luôn. Phía dưới là ráp cái đuôi cá vô, mà ráp đắp chéo, độ hai bên đắp chéo vào nhau luôn. Có 219k, mẫu mới tinh luôn các chị, hàng mới về của nhà em, 65 kg độ về cho em là vừa nha. Rồi em coi cho mình coi cái body hoa cúc này nha. Đây đợi em xíu ạ. Ai thích hoa cúc ôm, em có hoa cúc ôm cho mình luôn. Ai thích ôm có ôm, ai thích xè là có xè, ai thích suông có suông luôn các chị nha. Hôm nay về nhiều kiểu lắm. Rồi cái mẫu này thì nó giống với lại cái đồng đầu tiên hồi nãy mở màn livestream em mặc cái màu xanh ôm á, thì cái kiểu này nó giống vậy, khác là khác cái hoa văn thôi. 1, 2, 3, 1. Rồi em còn cho mình là 3 size, size L, size XL và size 2X, 50-65kg, 1297XL cho chị từ thiện luôn. Eo 80cm, eo là 80cm đúng không chị, là cái phần eo đúng không chị ghi chú á, x80. Nếu mà eo 80 thì chị mặc cho em size 2x á, nó sẽ là dạng tùy nha. Nếu mà chị muốn mặc mà dạng ôm khít luôn thì xl là vừa y ôm khít luôn nha, là không có dư được cái xe nào để thoải mái nha. Xl nó sẽ là vừa sát luôn, chị mặc được kiểu vừa sát, thích mặc cho nó tôn dáng thì mặc xl giúp em, còn mà thích mặc cho nó thoải mái xíu, eo cỡ tầm thêm rộng được 1-2cm thì mình nên lấy 2x chị nha. 80 là em thấy 2X là thoải mái đẹp á, chứ XL là hơi ôm nha, nên là tùy mình chọn thôi. Em chào chị Ngọc ạ. Rồi đây là 1231. Em mặc là 1231 nha, em mặc cái đèn hoa cúc xẻ dạ ok luôn. 50kg dạ mặc à. Chị Hồng Thắm ơi, nếu mà chị 50 á thì à, có thể là chị đặt giúp em là size tùy nha, eo dưới 68 là size M, tại vì nhiều khi cái số ký mình nó nằm ở chính giữa hai size. 50kg eo dưới 68 là size M, eo 72, 74 là size L giúp em ạ. À, đo cho em cái phần eo đi, em tư vấn luôn. Chị mới nhận 1207 nè, siêu xinh luôn, ở ngoài đẹp hơn trong like, gói hàng kỹ. À, em mua cho mẹ với dì em hơn 10 mẫu ở shop rồi, mẫu nào cũng đẹp hết, khó lắm mới tìm được một shop online uy tín như của mấy chị đẹp. Trời ơi, đọc cái comment của chị Diệp Võ mà, giống như là... giống như là mới uống nước đá cái chị, thiệt luôn á, nó mát hết ruột gan luôn á. Em cảm ơn chị Diệp Võ đã ủng hộ shop mà còn quay lại khen shop được nè, cảm ơn chị rất là nhiều luôn đó. Nên là em đang sale nhiều cái lắm, bây giờ Tết rồi, Tết tới nơi rồi, mấy cái này là mấy cái gọi là hàng qua đợt thì em sale hết luôn. Đây qua đợt 150 cho mình luôn. Em còn hai cái size L, hai size L nha, 20 size XL và 20 cái size 2X, tương đương là 50-65kg. Ai 50-65 mình đặt liền cho em luôn. 1231 kèm xét hỏi cho em, đang sale với giá tiền là 149k thôi. Body này đám cưới đẹp nè, 149k. Em cũng lấy một cái này rồi, em lấy một cái em chụp hình em đăng Facebook rồi nha, em khoe với cái chị luôn. Mẫu này thiệt tình luôn, rất là đẹp. Nếu mà hàng không đẹp em cũng chả dám mặc đi vòng vòng đâu cái chị, thiệt. Mình mặc cái đầm không đẹp, ta thấy là ai dám mua đúng không? Còn đây là em chụp em đi vòng vòng và siêu thị em chơi luôn, là cái chị biết hàng uy tín chất lượng rồi. Đâu rồi ta? 65kg đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. À, mẫu đang mặc là 12. Đây. Đây cái chị nha em ha, hình chính chủ của em luôn nè, mặc cái đầm đang mang nè. Thì nếu cái chị thích mặc mà cho nó trẻ trẻ thì mình có thể lệch vai một bên giống em đang mặc trong hình đây. Là em nha, chứ không phải ai đâu nha, em luôn đó, mặc đi siêu thị luôn cái đầm này luôn. Mặc đi vòng vòng luôn. À, hôm nữa em đi siêu thị mặc cái đầm này cũng có mấy chị khách hỏi là mua ở đâu, em cũng giới thiệu sang shop rồi đó. Đây, ai trẻ trẻ thì mặc lên vai một bên như vậy, nên là phải trẻ mới mặc được nha. Còn nếu mà chị nào trung niên thì mình nên mặc thành cổ đổ hoặc là cổ thuyền nha các chị, mặc được cả 3 kiểu cổ luôn, nên là tùy mình. 149k nhầm, 149k các chị nha, cổ đổ, cổ thuyền hoặc là lệch vai, mặc được 3 kiểu. Mặc được 3 kiểu luôn, 149.000 đồng. Dạ rồi, ok chị Thu Hằng chốt 1231 luôn. Chị Suzy có số điện thoại nè, chị 44kg, chị Hạnh 44kg thì phải size M. 44 thì chắc size M nha, hết mất tiêu size M rồi. Mình nếu mà chị thích cái mẫu nào mà không có size của mình á, thì chỉ có một cách là mình lấy cái size lớn hơn một size, mình về bóc eo lại thôi, chứ những cái mẫu mà hết là em không có về nữa. Hết là hết luôn. Chị Nguyễn nhờ chốt đơn 1231 một cho mình coi thêm mấy em váy nữa nha. Lúc nãy có chị khách nói em mặc cái đầm nào ta? À, đầm màu vàng. Rồi cái đầm ren màu vàng này thì còn size lớn nè,
Xong cái vàng em sẽ qua cái hoa cúc xè cho các chị coi nha. Muốn em lên mẫu đồng nào nữa mình là comment ở phía dưới nhé. Em sẽ mặc lần lượt từng mẫu mình thích luôn nha. Thích mẫu nào trước thì comment trước giúp em. Đó, em mặc theo danh sách từ trên xuống dưới luôn. Rồi ren vàng em mặc cái này thì nó khá là rộng nha các chị, tại vì nó hơn em tới 3 size lận. Bây giờ hết mất tiêu rồi, em chỉ còn size lớn thôi. Đồng này còn size lớn nhá, rộng quá. Để em bóc cái kẹp phía sau chứ hết size nhỏ rồi. Rồi, đây là 1251. Ren vàng là 1251. Còn size 2XL 57-65 giúp em. Còn một size duy nhất luôn, 97 size L, 31 size L, ok chị Hồng Hoa luôn. Rồi 31 size L cho chị XL, chị ơi chị Huyền Bích luôn. Size lớn thì em nhiều hơn size nhỏ nha. Size L thì 2 cái, XL thấy thì mỗi size tới 20 cái lận. Đẹp lắm, mình yên tâm thiệt luôn là kiếm cái body mà có 150 mà form đẹp, vải đẹp như vậy khó lắm. Rồi đây ha, bây giờ chuyển qua cái ren vàng của em. Ren vàng em đang mặc là 1251 nha các chị. Ren vàng là 1251. Nó hơi rộng so với form em nên là phía sau nhìn nó không có được đẹp. Em không ngoài phía sau cho mình coi ha, chứ khóa nó kéo kính tới phía trên chứ cũng không có gì đặc biệt phía sau hết. Phía sau may kéo ẩn cho mình thôi. Sale với giá tiền là 179k cái đầm ren vàng này. Ren hoa màu vàng em đợt trước bán là nhiêu ta, hơn 200, hôm nay sẽ có 179 thôi. Sài Gòn hả chị? Sài Gòn thì 1-2 ngày có hàng chị Thiên Long nha. Tại vì tất cả những cái mẫu này nè là em đang có sẵn hết trơn rồi, mình đặt là em giao liền luôn. Trường hợp nếu có chị mình cần gấp, ví dụ như chiều nay đi đâu hoặc ngày mai sáng mai mình đi đâu đó mình cần gấp cái sản phẩm này thì mình nhắn tin hoặc điện thoại cho em nha, để em hỗ trợ giao nhanh. Thì em nếu mà cần gấp thì em sẽ gửi ráo với các chị, em giao liền cho mình luôn. Nhưng mà cái tiền mà giao nhanh thì nó sẽ hơi cao hơn so với cái tiền ship bình thường. Em ship thành phố có 10.000 đồng thôi, ship tỉnh là 30.000 đồng, là tất cả các quận luôn là ship thành phố 10.000, nhưng mà phải tầm 1-2 ngày là nó tới nha. Hên hên nhiều khi sáng đặt chiều cũng có. Còn ai mà cần gấp 1-2 tiếng sau mình cần để mặc đi đâu đó thì mình gọi cho em liền, em gửi đáp cho mình. Nhưng mà cái tiền đáp mình chịu giúp em nha. Rồi em đang mặc là 1251 ạ. Sale giá 179.000 đồng thôi. Chất liệu là ren hoa, đẹp lắm, đem cho các chị coi nè. Đem chưa có ủi nha, hơi nhăn xíu. Đây hoa văn cho các chị mình luôn. Ở bên trong là em có lót rồi, không sợ mỏng nha. Đầm ren hoa 1251, giá tiền 179k. Cái cam cũng vậy, cam cũng còn size lớn giống em đang mặc luôn nha, còn size 2X thôi. Cái tím là còn size nhỏ nè, ai thích cái tím thì có size nhỏ. Tím là 50. Tím thì em còn tím thì còn mỗi size M. Cam thì em còn size 2X rồi. Xong em mặc là 1251 ạ. Cho chị Diễm Huỳnh 1251 ren màu vàng. Cho chị Ngọc Sơn 1251 size 2X nè, 179.000 đồng thôi. Chị nào chưa có lên đơn liền cho em. 179k nha cả nhà. Ren hoa màu vàng, có túi nè, có khóa luôn nha, khóa phía sau túi hai bên luôn. Cho chị Ái Nhi nè. Dạ được chị ơi, mình được quyền xem hàng luôn. Nếu như cái chị mua hàng của nhà em nha, khách quen thì mấy chị không có coi. Có khách mới á, ai cần kiểm tra coi là em giao đúng hay không và nó có đúng như chất lượng em quảng cáo ở trên live không, thì em sẽ cho khách là mở gói hàng ra coi trước khi là lấy tiền ở trong túi khách nha. Thì em cho khách kiểm tra luôn, hài lòng thì mới móc túi ra đưa tiền cho shipper mang về cho shop em đó. Cho kiểm tra, cho xem hàng trước khi thanh toán, chỉ là không có thời gian thử thôi các chị. Chị nào muốn thử đồ thì mình qua trực tiếp cửa hàng bên em được thử đồ nha, qua shop. Còn nếu mà mua online thì em chỉ hỗ trợ cho xem hàng được thôi ha. Chị Huỳnh Đông Trúc Đơn 1251 ren vàng. Rồi em qua cái đầm xè hoa cúc cho mình coi đây. Hoa cúc phong xè thì cái này em mới về. Cổ này cũng thuộc dạng là cổ vét đó các chị ạ. Cái này nó cũng thuộc dạng là cổ vét cho mình ha, đi làm cũng được nè. Màu này em thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi chứ nó cũng không có nổi quá, nên là các chị có thể mặc đi làm được luôn. Rồi đây, nè lụa luôn nha, nó giống với lại cúp ôm nãy á, nhưng mà cái kia nó lẻ sai, nó mới, nó qua đột rồi. Còn em đang mặc là nó mới về nên cái giá nó hơi nhỉnh hơn xíu. 1302 các chị nha. Cúp xòe là 1302 nè. Rồi, 1302. Cúp xòe 1302 các chị nha. Hiện tại trong bài livestream này nha, em sale cho mình luôn. 229.000 đồng cho mỗi livestream sáng ngày hôm nay của em. 229k form xè.
lùa cho mình luôn ha, có túi hai bên có cổ luôn, đi làm đi chơi mặc được, cái này tiện dụng ha, có thể mặc đi làm cũng là mặc đi chơi luôn. 229.000 đồng, 1302, em chào chị Trinh Trinh luôn, 1302 kèm xin hỏi cho em ạ. Xe rộng cũng đẹp lắm đó các chị ơi, em thấy cái kiểu này cũng dễ mặc nè, đi chơi đi làm gì cũng ok ráo hết luôn. Nền đen hoa cúc màu à, kem kem thôi chứ cũng không có phải màu trắng đâu nha, hoa cúc màu kem kem vàng vàng á. Rồi chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha, 65 kg đổ về cho em là vừa nè. Mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là ok nha, ai chưa có cứ lên đâu đặt sớm giúp em luôn, em chừa hàng chừa size cho mình đây. 1302 nha cả nhà, 1302 cúp xe hãy cho chị Hồng Hà, ok luôn. Em có một số cái sản phẩm sơ mi ngày hôm nay sale rất là rẻ luôn, và nó sẽ tùy like nha, tại vì có những like các chị mua là cái giá của nó là 299, nhưng mà có cái livestream sáng hôm nay nè, để em giới thiệu cho mình cái sơ mi này với giá tiền 199k mà full size hàng mới luôn. Đó rồi ta để em xíu nha, em lên cái sơ mi này luôn, sang lắm, chắc là nhiều chị khách là cũng đã có mua rồi, nhưng mà hôm nay là em sẽ tri ân khách với cái giá là 199k. Trong thời gian em live stream và trong vài phút em đứng đây thôi, khi mà em tắt like nó sẽ về 300 nha. Mua like khác cũng là 300 nha các chị. Em này, giá đặc biệt trong buổi live sáng 199k, full size cho mình luôn. Sơ mi lụa cây khô nè, em may thêm hàng nút ở phía trước nè, rất là đẹp, nút gỗ luôn á. 1248. Rồi 199k. 1248 149k nha cả nhà. Để em coi coi. 48 rồi xong, em mới về thêm cho mình là trên dưới, là trên dưới 100 cái mỗi size, và bây giờ size L lại hết nữa rồi. Em còn cho mình size M, XL và 2X nha. 1248 giúp em ạ, 199.000 đồng. Sơ mi lụa nha cả nhà. Chị Ly nè, chị Trang lấy cái 1302 nè. Rồi, em mặc đây là 1248. Em có thêm màu vàng nữa nè, màu vàng phía sau nè. Kiểu giống, chất giống, khác mấy cái màu, khác mấy cái ô màu, mấy cái sọc sọc ở trên này thôi. Em mặc là ô màu đen thì phía sau là ô màu vàng nha. Vàng thì còn size lớn thôi. Em mặc là được cái là còn cả size M, XL với lại 2X luôn. Mã số là 12. Mã số là 1248 các chị nha, sơ mi lụa cây khô nè, có những cái ô màu đen đen nè, hàng nút gỗ phía trước cho mình, hai túi và khóa phía sau lưng luôn. Em sale giá là 199k thiệt luôn. Trong cái like này mình nghe không lầm đâu, nếu mà chị khách nào trước có mua giá cao hơn mình đừng giận em nha, tại vì thiệt luôn, em nghe thông tin dịch quay lại cái em cũng rầu dễ sợ các chị, giờ mà không sale là hàng mà đỡ khỏi kho hoài cũng chết luôn, không có tiền để xoay á các chị, không có tiền để xoay, còn nhân viên rồi còn cái chuyến hàng mới là bên sở còn đang may nữa, nên là em sẽ cố gắng nhắm mắt sale xíu, sale một chút xíu cho mình nữa nha. 199k vậy này, 199k trong thời gian em live stream nha. Mã số là 1248, 1248 kèm xin hỏi cho em nha, 65 kg độ về luôn. Ai chưa có mình đặt sớm giúp em ạ. 1248 size M, size L, XL và 2X luôn. Cái nào sale được em sale hết. 1248 kèm xin hỏi cho em, 65 kg đổi lại nha. 1248 chị Suri Huyền cho chị 1248 size 2X và ok luôn. Có màu đen không? Dạ đây em ạ, màu đen nè. Em mặc là màu đen nè chị ơi, 48 nè. Em mặc màu đen chứ đâu có màu khác đâu. Màu này mới là màu vàng nè. Hai màu nha, vàng em chưa có mặc đâu, vàng mới giới thiệu xíu thôi. Em mặc là màu đen, mã số là 1248. Chị muốn đen trơn hay là sao chị Thiên Long? Nếu mà đen trơn thì em không có sơ mi đen trơn, em chỉ có sơ mi đen hoa hoặc là sọc đen. Em có sơ mi sọc đen hoặc là đen hoa cho mình thôi, chứ không có trơn chị nha. Sọc đen sọc trắng thì em có. Chị là sơn đồ chút đơn 1248 ạ, 199.000 đồng, thiệt luôn. Rẻ nhất từ trước đến giờ, từ khi mới về em bán nó 290 không hả, rẻ nhất thì có 250, hôm nay là 199k luôn. Hôm nay là 199k cho mình luôn, 65 kg độ về cho em là được nha. 1248 chúc cho chị Tường Vi size 52 kg, 1248 52 hơi hưu nha, 52, mà nếu mà eo chị nó rơi vào tầm 75 thì chị lấy XL luôn giúp em là nó sẽ vừa, chứ nếu bây giờ mà rơi vào đúng cái size L là em hết mất tiêu rồi. 1248 cho chị Thảo Sương luôn, cho chị coi lại đầm ôm
màu xanh. À, cái mẫu đầu tiên em mặc live đúng không? Cái mẫu đầu tiên trong cái livestream này luôn. Đây, đầm body cổ đổ với cái tông màu xanh. Nó giống với lại cái hoa cúc vừa rồi em mới mặc á. Hồi nãy em cũng có mặc một cái body hoa cúc thì cái form này giống vậy nha. Em có mặc lúc đầu live rồi nên là có gì em gửi hình cho chị coi nha. Đây body cổ đổ nè, vải lụa. À, em có đính theo mấy viên ngọc trai ha. Đây là bên hông ha. Đó, đẹp chưa? Rồi, cái này là body lụa nha, mà còn có một size thôi. Em còn size lớn là size hay L thôi. 57-65kg là mặc vừa. Body em mặc hồi nãy mở đầu luôn. Cho nên chút xíu mà em có lưu lại bài livestream này thì mình hãy xem lại giúp em. Còn không thì bây giờ em gửi hình mẫu mặc qua cho mình coi nha. Em ứng cho mình coi nè. Lên form nó đẹp hơn ha, cầm thì cũng không thấy. Lên form đẹp hơn mình yên tâm. 1232 ạ. Body xanh là 1232 nè. Có khóa phía sau lưng với lại có xẻ tà luôn. May kiểu đẹp, may kỹ cho mình cái đường chỉ luôn. Nên là các chị không có sợ mặt mà nó bị hư đâu. Chị Thu Lê chúc đơn 1248. 48 một cái 64kg cho chị Thiên Long nè. Em chào chị Sơn Thủy nha. 48 cho chị Hoàng Mạnh nè. Rồi em còn 3 size nha. Em mới về đó, nào hôm qua hôm kia vậy mới về mà sao giờ nó hết lẻ dữ vậy ta. Em mới về thêm cái sơ mi này. Với lại mới về thêm cái sơ mi G-Sit nè. Cái G-Sit này là bữa giờ tuần hôm không có mặc rồi, nó hết. Đây lại mới về thêm, nay được full size rồi nha. Có ai thích G-Sit không? Nhìn lạ ha. Sơ mi G-Sit em cũng mới về full size, giá là 299. Chút để mặc cho mình coi cái này. Cái đó đẹp lắm, nó sang. Không thích hoa thì em có G-Sit, có sọc, có da beo. Rồi em mặc là 1248 ạ. Em chào chị Huyền Dương nha. 65kg đổ về cho em là vừa. Mã số sản phẩm kèm sinh thoại cho em luôn. Sơ mi lụa 1248. Có hàng nút ở phía trước. Cái body xanh có 150 thôi chị Kha Nam ơi. Hồi nãy đầu la mặc là 150. Rồi hồi nãy em mặc cái kiểu giống như vậy mà hoa cúc á. 1231 là hoa cúc, 1232 là màu xanh. Em xem có 150 thôi hả. Rất là rẻ luôn, cả hai cái đều mặc rồi nha. Rồi em sẽ qua cho mình xem mẫu khác nè. Rồi, ui cái này còn không ta? Cái này chắc hết rồi quá à. Bữa giờ sale có 99k cho mình thôi nè. Đây, hôm nay em cũng sale 99k tiếp. Và không biết là nó còn được mấy cái nữa đây. Siêu phẩm màu xanh hai trắng này em sale có 99k thôi. Lụa lộn von, đầm von hai lớp 1244 nha cả nhà. Em còn cho mình là 3 size nha. 1244. Rồi. Em còn cho mình là 3 size các chị nha. Một hai bốn bốn nhé cả nhà. Em còn size M 3 cái, L 6, XL 2. Đó, em còn tổng cộng cho mình là được 11 cái nha. Đang sale với giá tiền là 99.000 đồng luôn. Xanh hoa trắng đầm hai lớp. Em có may thêm hai cái dây cột eo nè. Có cái dây này thì mình không có sợ cái đầm nó bị rộng ha. Nó có hơi rộng thì mình chỉ cần cột nó vô là nó vừa luôn. Mã là 1244 giúp em nha. Chào chị Tiểu Vân nè. Sale giá là 99.000 đồng. Đầm này là vải von nên nó hai lớp với các chị nha. Sơ mi ok chị Thiên Long luôn. Rồi, còn chị nào chưa có đó, mình cứ thông tin lại giúp em là cái mã số nè. Mình chỉ cần là có cái mã đầm nào mà mình thích đó là mình nhớ có cái mã. Còn không thì mình phải chụp ảnh màn hình lại cái sản phẩm đó thì bên em mới chốt đơn được nha. Chứ bên em bây giờ hiện tại nó lên tới 1.300 hơn mã đầm rồi. Và chưa kể là có những cái lẻ size em vẫn còn nữa. Thì nếu có chị mà không có mã hoặc lộ mã là em giao cái khác vẫn là đầm của em, nhưng mà nó không phải cái theo ghi của mình. Đó, chỉ cần lộ một con số thôi, hoặc là hai con số nó đảo ngược với nhau thôi là nó là cái mã khác rồi. Em mặc là 1244 nè. Đang sale là 99k nha. Giảm trong like các chị ơi, tắt like về 300 nha. Mua tại shop là cũng là 300 luôn. 1244 kèm số điện thoại giúp em. Rồi, 3 cái size M, 6 cái size L, 2 size XL. Bà còn 3 size và sale có 99k thôi. Bữa trước là còn 2x luôn mà em bán hết trơn rồi. Chị Xuân chúc đơn 1244 nè, 99.000 đồng. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần nha. Điều kiện mà sale 99 rồi, mấy cái khác cũng vậy. Cho dù mình mua cái đầm là 300, 400 hay là cái đầm 99k thì cũng cần có giúp em là 3 lần chia sẻ live stream này. Với 3 lần thôi là cái chị mua mấy chục cái cũng được. Mua hết cái like của em cũng được luôn nha. Chỉ với 3 lần chia sẻ like thôi. Em không bắt cái gì phải chia sẻ nhiều đâu, 3 lần giúp em là được rồi. 1244 99k đầm màu xanh.
xanh hoa trắng các chị nha, form xòe nhẹ thôi, cái này chữ A thôi, xòe cũng không đúng, nó chỉ là chữ A nhẹ thôi, 99.000 đồng. Chào chị Phạm Linh nha, rồi nhớ chị sẽ like cho em 3 lần mỗi chị luôn, mã số là 1244 kèm sinh thoại cho em, có 99k thôi ạ. Chào chị Thanh Thúy nè, vừa chị ơi, 52 kg độ về, 60 kg độ về vừa, nếu mà chị 52 kg thì chắc là chị mặc size L chị nha, mặc size L cũng được, nhiều khi mà eo mình nó hơi tròn quá thì phải tăng XL giúp em. Về cái khoảng là size gì em tư vấn sau nha, trước mắt bây giờ mình đặt cho em cái mã số vào trước nè, cái mã số đặt cái số điện thoại vào trước, còn mà mặc size gì em tư vấn sau. 1244 đồng xanh hoa trắng, 1244 đồng xanh hoa trắng nha cả nhà, sale với giá tiền là 99.000 đồng nha. À, dạ von chị Thúy Hằng ơi, đồng von hai lớp luôn, khóa phía sau lưng, nó chỉ còn cái là không có túi thôi, hai lớp có khóa có dây cột eo, nó chỉ không có túi thôi nha. Rồi, ủa mã hàng kèm xin thoại cho em nha, mã số là 1244 nha cả nhà, nhớ chia sẻ like cho em 3 lần nha. Eo đầm này hả chị, XL là eo tầm 78 độ về cho em, XL eo 77-78 độ về là ok luôn đó, thì ai chưa có cứ lên đâu đặt sớm. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn, mã hàng kèm xin thoại cho em là ok nha, 1244 ạ. Size M, size L, XL và 2X luôn nha. Đẹp ha các chị nha. M là XL thôi em quên, hết 2X rồi, 99.000 đồng. Chúc cho chị Thảo Lê 1244 luôn. À, cho chị Bảo Trinh cái em đang mặc nhé shop. Dạ ok chị yêu ạ. Mình nhớ chia sẻ like cho em 3 lần nha. Tại vì trước khi mà em chốt đơn cho khách, trước khi mà giao hàng, em sẽ kiểm tra là khách có chia sẻ like chưa và khách đặt có đúng hay chưa, đặt đúng mới gọi điện thoại chốt đơn được. Ai không có số điện thoại cũng không được luôn, mà không có mã số là cũng không chốt đơn được luôn. Chào chị Kim Ngân ạ. 1244 kèm số điện thoại giúp em, 65 kg độ về cho em là vừa luôn ha. Ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm nè. Tiếp theo đây em sẽ qua mẫu cho mình coi luôn. Đây, em qua cho mình coi cái váy này cũng rất là dễ thương nha. À, cái mẫu mới về nè, em mới về cái đuôi cá này, hồi nãy có chị khách hỏi cái màu màu nào mà nó tối tối xíu á, thì với em nha, em thấy cái màu này nó tối á, là so với cái sở thích của em thì không thích mặc đầm tối, em thích mặc mấy cái nổi nổi không hà, thì em thấy cái này là tối nè, còn không biết là mình ưng hay không thì em mặc cho mình coi nha. Hàng mới về 1298 ạ, đuôi cá form suông, đuôi cá đắp chéo, em sale cho mình là 199.000 đồng luôn. Đây là 1298 của nhà em, phía dưới á, em có đắp đuôi cá vừa mà may dặn là đắp chéo qua nhau ha, sale giá 199.000 đồng. Váy gì vậy, váy gì vậy là sao chị Ánh My ơi, là chị hỏi cái chất liệu của nó, là chị hỏi cái chất liệu hay là sao ạ? À, em chưa hiểu lắm cái kia, mình hỏi cái váy gì là em chưa hiểu lắm, là chị hỏi vải đúng không, là hỏi vải đúng không ạ? Cái xanh này là vải von, xanh hoa trắng là vải von nha. Em mặc đây là mấy hôm trước chị chốt được bộ 244 rồi, là giao cho chị Davivo, giao chưa, khi nào mà giao tới nơi đâu mới yên tâm nha, chứ nhiều khi có mấy chị khách chốt mà đến lúc cuối cùng em lại hết hàng, đến phút 90 là chốt xong rồi, đến phút 90 là gói hàng nó lại hết, trời em cũng buồn thay luôn, chị khách đó chốt không được cũng buồn mà em cũng buồn luôn, tại vì không bán cho mình được một cái đầm là em đã lỗ hết bao nhiêu tiền đúng không, bán cho khách một cái đầm là được thêm được 100 mấy 200 đi cũng được rồi, cũng thu hồi lại được rồi, còn tay khách mua không có em cũng buồn lắm đó, khi nào mà nhận hàng trên tay là mới yên tâm nha. Em chào chị Thu Thảo ạ. À, đây là 1298 này, sale giá tiền là 199k, này hàng mới nha cả nhà, em bán bình thường 260, bình thường luôn, ngày hôm qua hôm kia cái chị hỏi em là 260, mình xem lại like cũng là 260 nha, tắt like là 300 nha cả nhà, lưu ý giúp em, nếu như các chị muốn mua giá sale 199.000 đồng ngày hôm nay thì mình hãy chia sẻ cái like này của em 3 lần nha. Nhận được rồi, hên quá chị Davivo, trời hôm nay mà trễ một ngày thôi là hết mất tiêu cái size của chị rồi. Hôm nay còn 3 size nè, chị nào mà đang chần chờ thì mình mua liền nha. Nó có 99 à, nó không phải là 900 đâu mà em dụ mình, nó chỉ có 99.000 đồng thôi. Em là em muốn cái chị có đầm đẹp giá rẻ em mới kêu mình mua, chứ không thôi em đâu có bán làm gì. Rồi, 199k váy này hàng mới nha, mã số là 1298. Em chào chị Ngọc Trinh ạ. À, 59 kg mặc vừa chị nha, đầm em đang mặc là full size. Mẫu váy em đang mặc là full size nha, đuôi cá đắp chéo. Ui dạ. Đuôi cá đắp chéo nha. Em sale với giá tiền chỉ có là 199.000 đồng thôi. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè. Rồi em chừa hàng chừa size cho mình luôn ha.
mã số sản phẩm kèm sinh họa cho em là ok nha. Xong cho em qua mẫu khác nè, 1298. 1298 kèm sinh họa giúp em 199k. Chị Nguyễn Nhật chúc đơn 1298 luôn. Cho chị 52kg 1298. Dạ ok. Thường cái khung size L em thấy là rất là nhiều đầm khác, nó hết trước là hết cái size L. Nhiều đầm lắm nha. Khi nào mà một mẫu nó hết thì mình thôi, ở cái đó chắc nó ngẫu nhiên. Còn ở đây là em có 10 đầm đi, thì nếu mà lẽ size là 8 mẫu hết size L trước rồi. Đó là do khách em thuộc cái khung size đó nhiều. Cho nên nếu cái chị nào mới biết shop em mặc size L thì mình ưng cái nào mình nên đặt luôn nha. Size lớn thì còn chờ được chứ size L, size M, size L này hết trước lắm. 1298 ạ, sale giá 199k. Rồi em qua cho mình xem váy khác nè. Mình muốn em lên body không? Đầm xè, đầm ôm, đầm suông gì không? Em mặc cho mình coi luôn, theo ý của mình luôn. Còn không em mặc ngẫu nhiên nha. Rồi em có cái body này đi. Body này hôm nay cũng gần hết, tranh thủ em mặc cho mình coi. Body màu cam nè. Body màu cam, cam gạch các chị nha. 1313. Rồi body cổ đỗ màu cam, cái chất này là epoxy kim tuyến thì nó có thể co giãn được thêm tầm mấy ký nữa các chị nha. Đây vừa là kim tuyến lấp lánh và vừa có vải co giãn được luôn. 1313 em còn em còn 3 size, hết size M. Hiện tại mẫu đang mặc em còn 3 size nha, còn size L, size XL với lại size 2X 50-67kg ha, tăng thêm 2kg nữa đi. 50-67kg là mặc vừa. Em chỉ còn size size L, XL, 2X thôi chị ơi, lại hết mất tiêu size M của chị rồi. Cho chị cái 98 nhé shop. Dạ rồi ok chị Cẩm Vân nha. Rồi bây giờ em coi mẫu nè. Em lên cái váy này là body cho mình đây ha. Cổ đổ hoặc thành cổ thiền cũng được. Cổ đổ cái chị kéo cái này xịt vô, còn cổ thiền mình kéo nó ra xíu ra cổ thiền luôn. Chất có co giãn cho mình nè, không lo chợt nha. Cái này có co giãn rồi, không có lo chợt đâu các chị. Ngực to xíu cũng được hoặc là hông to xíu cũng được luôn. Đằng sau có sẽ tà cho mình nè. Em mặc hơi rộng nên bóc cái kẹp lại thôi, chứ các chị mặc vừa đẹp hơn ha. 1313 giúp em ạ. Sale giá tiền là 299.000 đồng nha. Một ba một ba 299k nha cả nhà. 65 kg đổ về cho em là vừa ha. Mã số sản phẩm kèm xin thoại giúp em luôn. Body chất liệu là epoxy kim tuyến nha. Màu cam này đẹp, cam này không có tươi. Tươi là cái này tươi nè, cái cam xè mới là tươi nè. Em mặc chỉ là cam đất, cam gạch thôi, nó không có tươi đâu. Ai mặc cũng hợp hết trơn á. Em mặc đây là 1313 chị yêu ạ. Rồi sale cho mình 1313 luôn. 299.000 đồng chị Sơn Mai ơi. 50-65 hoặc là 67kg đổ về cho em là vừa luôn nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm đi. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn ạ. Mã số sản phẩm kèm sinh thoại cho em là ok nha. 1313 kèm sinh họa cho em nè. Body đuôi cá, body ôm, body ôm sẽ đặt phía sau lưng. Mai thành cổ là cổ đổ cũng được, cổ thuyền cũng được luôn. Thuyền thì các chị kéo cho nó xịt ra hai bên, nó sẽ ra cổ thuyền ha. Đó, ra cổ thuyền sẽ ra hai bên ra cổ thuyền. Còn không có chị mặc thành kiểu như là lệch vai một bên cũng được nha, cái này tùy mình nha. Cổ thiền cũng được mà lệch vai cũng được luôn. Nói chung là tùy mình là lựa chọn cái kiểu cổ mình thích thôi. Thường thì cổ đổ là nó sẽ sang cho mình. 299.000 đồng. Em chào chị Phương Mỹ luôn. 1313 chị ơi. Màu khác thì em có màu đen. Em có màu đen kim tuyến cũng lấp lánh cho mình luôn. Đây form giống em đang mặc nha, cũng là chất epoxy kim tuyến nè, nhưng mà nó là màu đen nha cả nhà. Cái cam trước em đang like cam trước mình không có thấy được cái độ lấp lánh của nó đâu. Cái cam ở ngoài lấp lánh nhiều hơn trong like. Cái đen cũng vậy nha, có lấp lánh cho mình cổ đổ luôn. Y chang em đang mặc khác cái màu thôi. Đen này là 1000, còn em đang mặc là 1313. Đó nó khác cái mã số nha. Đang sale với giá tiền là 299k cho mình. 65kg độ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp shop luôn. Size M, size L, XL và 2X ạ. Size M, size L, size L và size 2X nha, em còn 3 size. Đó, ai chưa có cứ đặt hàng. Em chừa hàng, chừa size giảm giá cho mình luôn. 1313 kèm số điện thoại cho em, 65kg độ về cho em là được nha. Dạ chào chị Khánh Tiền ha, nhớ chia sẻ like cho em nha. Ai chưa chia sẻ nhớ chia sẻ like luôn. Chị nào mà chưa chia sẻ like là không có chốt đơn được đâu, là không có áp dụng được giá sale đó. Rồi, em coi cho mình coi một cái sơ mi đi. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale cái sơ mi da beo cho các chị luôn nha. Bình thường là 290 ha. Hôm nay em sale xuống cho mình thêm một chút xíu nữa. Sơ mi da beo 1208. Sơ mi lụa nha cả nhà.
1208. Rồi, bình thường em bán là 299k, nhưng mà sáng hôm nay nha, ai chia sẻ cái là này cho em nè, em chốt luôn 259.000 đồng thôi. 1208 259k. Một hai không tám các chị nha, 259.000 đồng váy lụa dạng sơ mi mà họa tiết là da beo nha. Alo, alo, sao Kiều nó ngủ rồi, chị không uống, chị không uống nha, Kiều Kiều nó ngủ mất tiêu rồi. Eo uống thương sáo gì không? Hả? Uống không? Tâm mày nói tao không có nghe gì hết trơn á. Không uống nha. Rồi em đang mặc đây là mã số 1208 các chị ơi. Rồi em đang mặc đây mã số là 1208 nha cả nhà, 259.000 đồng, 259k cho các chị luôn nè. Sơ mi lụa họa tiết da beo ha, để em coi cho nó còn full size không. 1208 em còn full size nha, mà size M nó chỉ có 3 cái thôi, em còn là size M 3 cái, còn 3 size còn lại là trên dưới 20 cái nha. Đúng rồi, trên dưới 20 cái cho mình. Có 3 cái size M thôi, size nhỏ nhất là còn 3 cái nè. Chị nào rơi vào khoảng tầm là 40-50kg á, em chỉ còn 3 cái thôi. Nếu mà thích cái sơ mi này mình nên đặt luôn nha. Tình hình là em nghe thông báo là hết vải rồi, cho nên em chưa có về thêm đợt tiếp theo đâu. Cái này về nhiều lắm rồi nè, mỗi đợt là phải 1000 hơn, 1000 hơn cái chị nha, mỗi đợt về là hơn 1000 cái đó. Mà em về là 7-8 đợt rồi, bây giờ là chưa nghe thông báo là có về thêm hay không. Tình hình em chỉ mới thấy nghe báo là nó hết vải rồi, chưa có kịp về thêm để may tiếp. Do đây là nếu cái chị đã thích rồi thì mình mua luôn cho cái đợt hàng này của em. Còn 3 cái size M, 23 size L, 20 size XL và 22 cái size 2X em chỉ còn như đó thôi. Sale với giá là 259k cho mình. Sơ mi da beo các chị nha, 1208. 1208 kèm xếp hại cho em nè. Em chào chị Ngô Hương ạ, chào chị Tiểu Hoa luôn. Mã số là 1208 ạ, sơ mi da beo nha. Rồi ai chưa có mình lên đơn sớm giúp em nè. Em chưa hàng chưa sai cho các chị mình nha. Mã hàng kèm xuyến đạo giúp em là được nha cả nhà. Ai chưa có cái lên đơn luôn. Một hai không tám các chị nha, sơ mi da beo 1208. Còn chị nào chưa có không, bây giờ em qua mẫu khác nha. 259k cho mình thôi, nói chung thì so với giá bình thường là đã rẻ hơn rồi nha. Nếu các chị muốn mua thì mua liền bây giờ, tại vì em vừa xem nó rẻ hơn bình thường mà nó lại vừa gần hết size rồi đó. Các chị mà chờ thì em không biết là có về thêm không đâu. Nếu mà giờ đắn đo thì em khuyên mình nên mua luôn, đã thích rồi mình nên mua luôn. Đây em qua cho mình coi cái váy này, sale 150, đầm sale vẫn có nhá, em vẫn có hàng sale trăm mấy cho mình nha, đề đầy luôn á, em chưa có mặc hết đâu. Đây là 1249 nè, em sale nó chỉ có 149k cho mình luôn. Đây đầm lụa xanh hoa trắng, hoa cúc trắng nhị vàng nha, em sale giá là 149.000 đồng. 1249 các chị nha, 1249. Rồi 1249 nha, sale giá 149k, chị xem đầm hoa tím. Dạ rồi ok, em có hai cái hoa tím phía sau. Một là cái tím hoa này, tím hoa to với một cái tím hoa nhỏ. Chị thích coi cái tím nào đây ạ? À? Tím hoa nhỏ thì rẻ hơn, tím hoa to thì mới về cái giá nó nhỉnh hơn xíu. Hai cái kiểu nó cũng khác nhau luôn. Chị thích coi hoa to hoa nhỏ nè. Em có tới hai cái tím phía sau là nào. Cho em xin cái cỡ hoa mình thích ha, em sẽ mặc cho mình coi. Rồi em mặc là 1249 ạ, à, cho chị Thảo Nguyễn nha.
Em chào chị Nguyệt Huỳnh luôn. Đây là đầm lụa bên em, cổ chéo. Em giao tới nó cũng chéo không như vậy nè. Em sẽ chưa có đơm gì hết luôn nha. Giao tới nó chéo không thôi. Còn chị nào sợ hở thì về nhà mình đơm lại giúp em. Thật ra thì cũng không có hở đâu. Đây là ai sợ hở thôi thì đơm lại giúp em. Còn nếu mà không sợ hở thì cứ để nguyên mặt nha. Em sale với giá tiền là 149.000 đồng thôi. Em chào chị Nguyễn Thảo luôn. 65kg độ về giúp em là vừa. Còn 3 size. Em còn size L, size XL với lại size 2X nha. 3 size cho mình. Độ về giúp em là vừa nha, 50 tới 65 kg ạ. 50 tới 65 kg là vừa cho em luôn. 1249 kèm xếp lại cho em nha. Em chào chị Hạnh Nguyễn ạ. 50 kg mặc vừa không em? 50 mà eo chị bao nhiêu ạ? Eo mà dưới 68 thì nó hơi rộng xíu. Còn mà eo tầm 70 á trở lên á thì ok bao vừa đẹp luôn. Em còn size lớn nha, 50 tới 65. Beo nhỏ hỏi chị, dạ rồi đẹp xíu luôn. Beo nhỏ đâu rồi ta? Beo nhỏ chưa có chân ở ngoài. Đây. Mình đợi em xíu nha, em sẽ mặc cái beo nhỏ cho mình coi nè. Đợi em vài phút nhé. Rồi 65kg độ về cho em là vừa luôn. Ai chưa có mình lên đơn sớm giúp em nha. Em chừa hàng chừa size cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại giúp em là ok nè. Chị Hiếu Hiếu nè, chúc đơn 1249 size L. Dạ ok luôn. Mẫu này thì em còn cũng tương đối ha, mấy chục cái mỗi size, L, XL với 2X đó. Em còn 3 size cho mình, mỗi size được thêm mấy chục cái nữa. Chị nào lấy thì em chúc giá 150 luôn, 149k. Đầm lụa cổ chéo phong xòe khóa kéo phía sau lưng. Túi hai bên cho mình luôn. Dạ chị Oanh chúc đơn 1249 nè. Rồi còn 3 size thôi em qua mẫu luôn. Mặc cái nào đây ta? Thôi em mặc cái tím hoa nhĩ trước nha. Em chưa thấy chị trả lời thì em mặc đại cái hoa nhĩ trước. Rồi chút xíu có gì em mặc luôn cái hoa ta luôn. Sau cái tím lên da beo nha, chị để em xíu ạ. Cái tím này rẻ nè, em mặc 2 phút cho mình coi trước thôi. 1, 2, 2, 3 nè. Em còn mỗi 2 size lớn thôi. Và đang sale với giá tiền là 129.000 đồng. Cái tím này đẹp quá trời mà rẻ quá trời luôn. 1, 2, 2, 3. Rồi em mặc đây là nó hơi rộng nha. Còn 2 size lớn là XL với lại 2X. Chị nào chưa có mình đặt giúp em luôn. 1, 2, 2, 3 1, ôi trời, 119k cho mình thôi. Hôm nay lại rẻ hơn thường ngày được một chút xíu nữa. 119k cho các chị đây. 1, 2, 2, 3 Chị Dương Mai cái tím hoa này chị mua rồi em. Đẹp lắm, dạ cảm ơn chị nhiều luôn. Rồi đầm suông đúng không chị? Ok luôn. Vậy sau cái em lên cái suông nha. Sau cái tím lên cái beo nhỏ, rồi sau cái beo nhỏ lên cái đầm suông, ok luôn. Chị Anh Trần ơi, đầm đang mặc là mã số 1223 chị yêu nha. Hôm trước có màu đen mà em bán hết rồi, giờ còn màu tím. Giờ em còn tím hoa nhí màu trắng này được không? Rẻ, đẹp, 119. 119k cho mình luôn. Vừa rẻ vừa đẹp thì có cái váy này. Mà size cũng tương đối á. Cái đầm này form nó hơi rộng, eo chị nào tầm 86 đổ về cho em cũng được luôn. Eo 86 đổ về cho em cũng được luôn nha. 1223. 1223 kèm số điện thoại cho em, còn mỗi size lớn thôi. Em mặc nó hơi rộng thùng thình xíu nè mà nhìn đỡ. Cổ áo là có viền ren cho mình nè. Viền ren hết cổ áo từ trước ra sau luôn. Váy lụa hai túi cho mình 119.000 đồng. Ok chị Thanh Hằng chốt 1223 nè. Giá 55 tới 65 nha. Đầm tím em mặc là 55 tới 65, còn hai size XL với 2X. Nhưng mà 2X bình thường mấy cái khác eo 84 thì cái này 2X của cái tím em đang mặc á là eo tới 86 cũng được luôn. Form nó hơi rộng hơn bình thường một chút xíu chứ cũng không có tăng được lên mấy ký đâu nha. 65 đổ về giúp em, 64-65 đổ về thôi. Còn khi nào mà mình 67-68 á mà eo của mình cũng trong cái khoảng là eo 84-86 thì mình cứ đặt hàng, tại vì cái số ký nó tương đối lắm. Nhiều khi mấy chị khách đem cao là cao luôn, có chị khách tới 1m77 lận thì mình nhiều ký hơn so với lại là size chuẩn cũng được, nếu cái chị cao và eo của mình nhỏ đó thì ok cứ đặt hàng thôi. Em tư vấn size cho mình sau nha. 1223 nè, 119k cho các chị luôn, không đẹp không lấy tiền. Hàng giao về tận cửa cho kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền luôn. Mã số là 1223, thiếu mã số rồi chị Kim Cương ơi. Cho em xin cái mã số ạ. 119.000 đồng nha, quên. Mấy bộ em bán 129 á, cái giờ cứ quên. 119k ngày hôm nay luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp hỏi giúp em. Đem qua cái da beo nè. Cái nào mà ít em sẽ qua nhanh nha. Cho nên các chị là chớp cơ hội thấy em sale là mình đặt liền. Chứ lỡ hồi tắt like cái là hết sale liền. Tắt like về 300 luôn. 119k trong like vậy chứ tắt like về 300 nha. Rồi đây, coi cho các chị coi cái váy này là 1294 nè, đeo nhí nè.
Bèo nhí là 1294 nha. Bèo nhí 1294. Cái này em mới về nha cả nhà nên nó còn full size cho mình. Và giá em đang sale là 299k. 1294 là bèo nhí, nhỏ xíu xíu nên là gọi là bèo nhí. Tại vì em còn mấy cái bèo khác nữa đó, để phân biệt thì em sẽ gọi cái này là bèo nhí nha. Tại vì có tới mấy cái cổ chéo là sợ mình lộn mã. Rồi ai lấy bèo nhí mặc đặt 1294 giúp em, hàng mới về. Chào chị Duy Nguyễn ạ, à, đây lụa luôn. Bèo nhí mới về em cũng may chất lụa nè, cổ chéo nè, tay lỡ cho mình rồi phong xòe khóa phía sau lưng ha. Có túi cho mình hai bên luôn. 1294, đồng bèo này chị cũng mua rồi. Em về bao nhiêu cái bèo là chị mua hết trơn rồi đó. Trời ơi cảm ơn chị Tuệ Tâm nha. Trời thấy không, khách em mà đam mê là mua hết. Một khi mà thích cái màu nào rồi là về bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu luôn. Nhiều khi em thấy có mấy kiểu mà nó cùng một form thôi, nhưng mà nó có tới hai màu ba màu á, là khách mua luôn cả hai cả ba màu luôn. Beo này thì rất tiếc là cái lô mới này về được có một bộ beo này thôi, 1294 nha. Tính ra cái đợt mới này em về gần mà 30 mẫu mà có mới có cái beo này thôi hả, cũng hơi hiếm, beo cũng hơi hiếm. 1299k dạng một màu ạ. À, chị Mai Linh nè, chúc 1294 nè. Em còn beo sơ mi hồi nãy em có mặc rồi, beo sơ mi rẻ hơn, beo sơ mi qua được em sale 206, beo này là 299 nhá. Chị Vi Trần chúc đơn 1294 luôn. Đây đầm beo nhỏ tay lỡ cái cổ này nè, khi nào về nhà mình sợ hở thì mình đơm giúp em vài cọng chỉ vô, hoặc đơm cái đút bấm vô cũng được nha. Còn em da là chưa có đơm gì hết, tại mấy lần trước em đơm sẵn khách em nhiều khi là không có đúng ý mấy chị, là nhiều chị thích mặc cho nó kín hơn, nhiều chị thích mặc cho nó hở hở xíu thì lại cũng phải về nhà tháo ra, cho nên là đợt này em không đơm luôn. Em sẽ là đà trao cho mình là cái chéo không thôi, mấy cái khác cũng vậy, đợt nào cổ chéo em cũng đưa cho mình là chéo không hết trơn luôn. Rồi về nhà tích kín hay tích hở là đơm lại giúp em là tùy mình nha. Chị Phương Mai chúc đơm 1294 ạ. À, dạ có một màu thôi chị ơi, em còn beo khác nhưng mà nó đây nè, em còn một cái beo nữa, beo trắng, hai cái cổ cũng là cổ chéo giống em luôn nhưng mà nó lẻ sai rồi. Đây beo cổ chéo cũng là tay lỡ luôn, em còn cái này là beo màu trắng nè, nó chỉ còn size hình như là size M, để em xíu nhé, 1192, đúng rồi, em chỉ còn cho mình là ui hôm nay được full size nha. Rồi cái beo trắng này còn full size nè, giá tiền bằng em 299.000 đồng luôn. Vậy bây giờ là có hai cái đồng beo cùng form, cùng chất, cùng giá tiền cho mình luôn, nhưng mà khác cái hoa văn xíu. Em mặc là beo trắng, beo nhí, bên này là beo phối nền trắng phối da beo. Đó, bây giờ mình lựa màu nha, thích beo trơn thì chọn cái này 1294, thích beo mà phối màu như vậy là 1192, đồng giá là 299k giúp em ạ. À, dạ 299k chị Duy Nguyễn nha, đồng giá luôn. Chị thích màu nào cứ lên đơn giúp em. Trắng này là 1192, trắng em chưa có lên ha. À, beo nhí là 1294, ok chị Bích Liên chúc đơn 1294 luôn. À, 40-65kg ạ, full size cho mình. 40-65kg là chị mặc cho em là vừa. Ai chưa có cứ lên đơn nha, 1294 kèm số điện thoại giúp em. Chị nào chưa có cứ đặt hàng, giá sale là 299.000 đồng full size. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu nha. Để em lên cho các chị xem mấy cái váy khác nữa ha. Rồi, mặc cho mấy chị xem thêm vài em váy khác của bên em. À, đây, em có cái này là dạng ôm suông ha, chị thích mặc đầm ôm không? Ôm suông này cũng dễ mặc nè, không có bó quá đâu, cũng thoải mái cho mình. Di chuyển cũng thoải mái, đứng ngồi cũng thoải mái. Nếu mà cái chị mặc ôm mà chưa có quen á thì mình nên chọn mấy cái ôm suông như vậy trước ha, mặc cho nó quen từ từ. Rồi mai mốt mình mặc đầm ôm ôm không thôi, ôm bó bó phía dưới cũng được luôn, nó sẽ quen hơn. Rồi đây là 1314. 1314 nhá, đầm nhung mảnh kim, em còn full size cho mình luôn. 1314 cái chị da chất nhung mảnh kim cho mình. Sale với giá tiền là 299.000 đồng thôi. 299k nha cả nhà. Đầm này là dạng ôm suông ha. Có sẽ tạo phía sau lưng luôn, ôm suông lấp lánh lấp lánh. Chất này là nhung mảnh kim nha, lấp lánh hết nguyên mỗi đầm từ trước ra sau, từ trên xuống dưới luôn. Đó, cái form là ôm suông cho mình, đẹp chưa? Chất nhung nha cả nhà, cái này lâu lâu mới về nhung. Đầu này em về hai cái đầm nhung, đầu tiên là cái nhung lấp lánh em đang mặc và còn một cái chưa có về, còn một cái nhung trơn đen tuyền luôn thì chưa có về. Ai thích thì đợi giúp em chắc tuần hơn á, còn em đang mặc là có sẵn rồi nha, những cái mẫu nào đang mặc là có sẵn hết luôn. 299k giúp em ạ. À, 1314 cái chị nha, 299.000 đồng, chị là chưa còn cứ lên đơn luôn, em chưa hàng chưa sai cho mình. Em chào chị Huyền Trân luôn, em chào chị Trinh Nguyễn nha.
Hello chị Thảo Lê Đà Nẵng luôn ạ. Rồi chào chị Huỳnh Trang. 65 kg độ về cho em nha. Đầm mà ôm suông. Đầm ôm suông vải lấp la lấp lánh cho mình, chất nhung siêu dày dặn siêu em luôn. Không mỏng nha. Em may cái này là một lớp là ok, không hề mỏng luôn. 299.000 đồng. Áo da beo có may thun nhúng ở eo không? Không chị ơi, beo đó là em may chiếc eo rồi. Em may chỉ vô thẳng vô cái eo luôn, chiếc eo lại rồi. Cho nên nó sẽ không có co giãn trừ hiện chị à. Chị từ nha, không cái đầm beo không có co giãn. Tất cả các beo của bên em đều không có co giãn hết luôn. Beo trắng cũng vậy, beo sơ mi cũng vậy luôn. Cái beo vàng cũng vậy luôn, không có co giãn chị yêu ạ. À. Đây này cái beo vàng nè. À. Không co giãn chị nha. Thường mấy cái bo thun thì em sẽ có may hoa văn á. Bo thun cái này bo thun nè. Một mẫu bo thun nè, hoa màu tím nè. Một mẫu bo thun nữa là hoa màu cam nè. Đó là mấy cái bo thun của nhà em. Còn nữa, em có bo thun màu hồng nữa. Chị Huỳnh Hiền Trúc Đơn 1314 nè. Dạ 40-65kg luôn, full size cho mình nha. Đầm nhung, đầm nhung kim tuyến các chị nha. 40-65kg mặc vừa. Em đang sale với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng. 299k, 65kg độ về cho em luôn. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. À quên, ha, hồi nãy khách hỏi đầm suông. Trời em quên, để em qua cái suông nha. Em có đầm suông để đang sale mà rẻ nè. Full size cho mình luôn nè. Này em có cái đầm này form suông chữ A, chất la dông, vừa mát vừa mềm, vừa co giãn cho các chị luôn. Mà em đang bán có 119k ở trong livestream thôi. Lưu ý giúp em là tất cả những mẫu đầm này là chỉ sale trong live nha. Đặc biệt có nhiều khách là đến trực tiếp cửa hàng em nhưng mà lại muốn mua cái giá trên live thì không có được. Giá trên live là em là bán lỗ mà. Em chỉ cần là chị nào mà chia sẻ live cho em 3 lần làm chốt thôi. Chứ còn mua tại cửa hàng thì đâu có được. Các chị ơi, mua tại cửa hàng cái giá nó cao hơn. Cho nên ai muốn mua rẻ đó thì chị cứ mua trên live giúp em ha. 119.000 đồng. Đây là form suông, suông chữ A, những chiếc lá màu trắng. Vải la dông nha cả nhà. Vừa mềm, vừa mát, vừa không nhăn, vừa dày dặn luôn. Vừa co giãn luôn. Mà sẽ có 119k thôi. Em chưa có thấy cái chất nào nó qua được cái chất này luôn á. 1, 2, 5, 5. Mấy cái kia thì như là von với lụa thì nó sẽ là mướt hơn nhưng mà nó không có co giãn. Hai cái này là vừa mềm, vừa nhẹ, vừa mát mà còn có co giãn luôn, tăng được cỡ tầm 2-3kg nữa. 1255 chị Kim Ngân ơi, 1255 sale với giá tiền là 119.000 đồng full size luôn. Full size cho các chị luôn nha. 65kg độ về giúp em ạ. À, 1255. Em thấy là trong 4 size thì có size L là em gần hết nữa nha. Lại thêm một cái gần hết size L. Size L có 9 cái thôi hả. Mấy size kia là còn trên dưới 30 cái mà size L chỉ có 9 cái thôi. Em sale giá 119.000 đồng. Chị Huỳnh Trang chúc chúc 1255 119k 157kg. Dạ ok luôn. 65-67kg độ về giúp em nha. Beo nhí 1294. Vòng bụng 82 vừa hôm em. Dạ vừa chị Nam Hoàng ơi. Nhưng mà bụng thì nó không có quan trọng chơi. Mình đo cho em cái phần eo. Đây nè, các chị sẽ coi giúp. Cái đầm này thì em không có chiếc eo, em may suông. Đây là mình không có thấy được là cái đường may chiếc eo ở đâu ha. Đây nè, eo nó sẽ nằm ở hai cái kiểu tay của em. Đây các chị nhắm chừng. Mấy cái khác em mặc, chúng em mặc cái nào có chiếc eo á, em làm và cho mình coi nó sẽ dễ thấy hơn. Là cái eo nằm ở đây nha các chị, ngay cái kiểu tay nè, đi qua bên này là eo. Còn nhiều chị đo ngang đúng ở đây là ngang đúng là ngang bụng rồi, mà đầm bên em ở dạng xòe á là đã che bụng cho mình rất là tốt, không cần đo bụng nha. Cái đầm beo vừa rồi á mình đo eo giúp em, eo dưới 84 vô là vừa nha, để tránh khi mà em chọn nhầm size cho mình. Nhiều khi cách chữ hao á đến khi chốt về nó lại hơi rộng, đó là do mình nào mình đo sai thôi. Mình đo chính xác cái phần eo cho em đi, em tư vấn cho mình luôn. Đầm xòe này là che bụng rất là tốt rồi. Đấy các chị coi nè, eo nó nằm ngay kiểu tay của em luôn nè. Kiểu tay ở đâu? Cái đường chiếc eo ở đây nha. Đó, y chang em đang mặc cho mình coi là chiếc eo ở ngay đây, ngay kiểu tay của em luôn. Đo đúng giúp em nha, eo dưới 84 là vừa. Còn bụng thì không quan trọng nha. Bụng là khi nào mình mua đầm ôm á thì mình mới sợ là nó chật bụng thôi, chứ mấy cái đầm xè là khỏi la luôn. 55 size 2X cho chị Huệ nè. Chị Ngọc Tân nè, dạ đây ạ. 1255, form suông chữ A nha cả nhà. 119.000 đồng thôi. 119k, 65kg độ về. À để chị khách cũng hỏi cái cam phải không? Để mặc cái cam cho mình coi. 1255 kèm xếp thải cho em nha. Cái đèn màu cam trời ơi. Sao chị thần giao cách cảm với em vậy bà chị Hồng Nguyễn ơi. Em vừa cầm cái cam em nói là định mặc cái cam thì em thấy comment của chị nhảy lên luôn, thề luôn. Là em không thấy cái comment của chị trước luôn á. Hay quá. Sao chị hiểu được ý em quá. Rồi em sẽ mặc cái đèn cam cho mình coi nha. Đây, ren cam thì em sale có 179 thôi. Nhưng mà có một cái là nó lẻ sai rồi. Đây,
Ren cam là 1289 các chị nha. Em lẻ sai mất tiêu rồi. Nay sale có 179 à. Được khi cái lúc sale rẻ thì nó lại lẻ sai. 1289 nha. Bởi vậy các chị mà chờ em sale hên xui lắm. Nhiều khi cái lúc sale nó hết ngay cái size của mình. 55 cho chị Lý luôn. 55 cho chị Kim Chi. Em chào chị Thúy My nha. Rồi hiện tại hộ em đang mặc đây á, mã số là 1289 ạ, đầm ren màu cam nè. Đây ha, màu đầm ren màu cam, ren hoa văn các chị nha. Cổ này là cổ vuông tim, nó khác cái vàng vừa rồi em mặc nha. Hồi nãy em mặc cái màu vàng á là cổ tròn. Còn em đang mặc là cái cổ vuông tim nha, nó hơi khác nhau xíu. Giá bằng nhau, cái vàng em cũng sale 179 nhưng mà nó cổ tròn. Với lại nó cũng cũng bằng size của em luôn ha. Em mặc là 1289 nè. Hiện tại cũng chỉ còn size lớn nhất cho mình thôi. Tương đương là 57-65kg giúp em. 57-65 nha cả nhà. Ren màu cam mặc xinh ha các chị. Túi hai bên khóa phía sau lưng luôn. Em chào chị Thu Hằng nha. Eo 87 hả chị? Không, vừa rồi. Cái đầu em đang mặc là eo tầm 84 đổ lại thôi. Tại vì ren nó không có co giãn. Màu cam á thì không co giãn nha. 1289 đầm nào sơ mi mét 65 nặng 64kg. Dạ nhiều lắm chị Trang ơi. Nếu mà cỡ của chị là đậm xíu nha. Alo à, bao nhiêu tiền, có tính tiền không? Ok đậm xíu nha. Anh tới chưa? Đó mấy chị thấy không, shipper giao hàng cho em nè. Sẽ gọi điện cho mình, tới cổng nhà gọi điện cho mình luôn. Mình ra mình lấy hàng thôi. Thư với cái cỡ của chị thì sẽ mặc là size 2XL chị ạ. À, đã mất tiêu, chưa mất tiêu cái comment rồi. Chị đã mất tiêu rồi. Alo. Có đi làm không Thư? À, nhận giùm chị cái cục hàng không tính tiền nha, chị trả tiền rồi á. Ok. Thế em liều không? Em mua hàng làm tính tiền trước không ạ? À? Tại vì em làm biến nhiều khi đang làm như vậy nè, đâu có thể nào mà chạy ra mà đưa tiền cho shipper được đâu. Nhờ người ta lấy mà mượn tiền ta thì kỳ, cho nên là em lúc nào em mua hàng cũng trả tiền trước. Đó là khi sắp quen nha, mình cũng vậy, sắp mới mình đừng có làm như vậy. Khi sắp quen á, mua mà mua quen rồi mà mình ví dụ mình có xài thẻ hay này kia, mình có thể chuyển khoản trước được luôn. Thì khi mà hàng giao tới không có mình ở nhà, người khác vẫn nhận giùm được nha. Nó sẽ dễ hơn. Em lại mua đồ em chơi lớn và đắt, em trả tiền trước. À, chị Trang Phạm, với cái số ký của chị thì chị sẽ mặc là size 2XL của nhà em. À, chị đo cho em cái phần eo nha. Eo của chị mà dưới 84 á, thì tất cả các mẫu nào size 2X chị sẽ vừa. Còn eo mình mới trên 84 đi, nó cỡ tầm mà 86, 88, 90 thì em sẽ có, nhưng mà nó hơi ít hơn chút xíu, nó chỉ có vài mẫu thôi. Còn eo dưới 84 thì bao la luôn, em có nhiều sơ mi lắm nha. Sơ mi mà eo 84 thì đây, cái màu vàng này được không? Sơ mi vàng nè, cũng eo 84 vừa nè. Sơ mi sọc trắng cũng vừa nè. Sơ mi dây xích cũng vừa nè. Đó là những cái mẫu mà em đang có sẵn ở phía sau ha. Sơ mi sọc đen cũng vừa luôn. Chị có thích cái màu nào không? Hay là mình có thích cái hoa nào, cái kiểu nào không? Thì em sẽ giờ em lựa chọn coi là có màu mình thích em mặc cho mình coi trước. Hay là chỉ cần là sơ mi là được thì em sẽ mặc ngẫu nhiên. Thì em nhiều sơ mi quá nên là không biết là chị có thích cái kiểu nào bên em đang có không? Chị Ngọc An, dạ đang mặc đây là 1289 nhá, đầm ren màu cam, 57-65kg là mặc vừa cho em luôn. Ren cam chỉ còn size lớn thôi hả, thì 57-65 nha. Ai chưa có mình đặt sớm cho em là được nè. Rồi bây giờ em sẽ qua cho mình coi cái sơ mi nào đây ta. Để em coi, hay là cái sơ mi mới về ha, để đẹp xíu nha. 65kg đổ về cho em là được nha. Chị nào chưa có cái ren đơn ạ, size M, size L. À quên, ren màu cam mà chỉ còn size lớn nhất thôi. Em chỉ còn size 2XL thôi nha, quên mất tiêu lẻ size rồi. À, em có cái sơ mi này rẻ nè, em mặc cho mình coi cái sơ mi rẻ trước nha. Rẻ là thì nó lẻ size với nó qua được rồi, nhưng mà vẫn còn size của chị. Lẻ size của chị khác thôi chứ vẫn còn size của chị. Cái này em còn size 2X là eo vừa nè, 1207. Rồi, em đang mặc là còn hai size lớn nha, chị nào 55-65kg là vừa cho em luôn. À, chị Nam Hoàng, nếu không vừa có được nổi không em? Dạ có chị Nam Hoàng nha. Trước nhất là em sẽ có nhân viên tư vấn size cho mình rồi. Tức là khách em nhận hàng mà 100 chị đi thì họ sẽ vừa có tầm là 90 chị rồi. Nếu có 10 chị trong đó không vừa là do cái phong người của mình. Là do em đã tư vấn là đúng theo cái size chuẩn rồi, nhưng mà mình về vẫn nhận không vừa ha, thì em sẽ hỗ trợ đổi cho mình cái size khác, chị yên tâm nha. À, eo chỉ có 76 thôi. Eo 76 là mặc size XL chị Trang Phạm nha. Đây đồng này vừa, XL chị cũng vừa luôn, có nhiều sơ mi XL lắm. Đầm này được không? Sơ mi đền đen hoa cúc vàng. Em đang sale với giá tiền chị có là
cho các chị luôn, chỉ có là 149.000 đồng thôi, sơ mi lụa nền đen hoa cúc vàng nha. Em còn hai size lớn à, đầm này chị vừa này được không? Ưng cái đầm của em không? Hay là ưng màu nào khác? Em mặc thì có 150, nó sẽ rẻ hơn. Mấy cái phía sau em thì tầm là 200 hoặc là 300 một cái, sơ mi thì cái giá hơi nhỉnh hơn xíu. 1207 1207, em sale 149k, đúng rồi, 149k nha cả nhà ơi. Sơ mi lụa nền đen hoa cúc vàng 149k. Em chào chị Hiền nha, chào chị Hiền luôn. Rồi mẫu đơn mặc hả chị? Nền đen hoa cúc vàng có một màu thôi ạ. Chị thích hoa cúc hay là sao? Em còn có để hoa cúc nữa nè. Nhưng mà cái hoa nó to hơn cái em đang mặc. Đây, hoa nó to hơn với cái nền nó là màu xanh được không chị yêu? Cũng là sơ mi lụa luôn. Đây là cái đề tay ngắn, em mặc là tay lỡ, nó hơi khác nhau xíu nha. Chất thì nó giống, mắt hoa nó hơi to hơn. Em có cái này cũng là hoa cúc nè, xanh hoa cúc nè, cũng là sơ mi luôn. Còn em đang mặc là nền đen hoa cúc vàng nha. Em sale giá là 149k cho mình, 65 chế độ về cho em luôn. 1207 kèm điện thoại cho em sơ mi lụa. Sơ mi lụa mã số là 1207, chị nào chưa có cứ đặt hàng. Em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình luôn ha. 65 chế độ về cho em là được nha. Mã hàng kèm điện thoại giúp em nè. 65 ký độ lại giúp em là vừa nha. Chị là chưa có cái lender ạ. 1207 sơ mi lụa 1207 hoa cúc vàng. Để em mặc thêm cái sơ mi mới về cho mình coi ha. Em sẽ mặc cái sơ mi sọc đen nha cho mình coi, đẹp lắm. Giá thì 290 tại nó là hàng mới. Đây, em có cái sọc đen nha. Chị Mỹ Loan. À, em không có sơ mi màu đỏ nhưng mà em có đầm vest màu đỏ được không? Cổ vest đi làm cũng được. Chị mua mặc đi làm hay là chị thích sơ mi? Nếu mà đi làm thì em có cái cổ vest màu đỏ nè. Chị Ngọc Trang lấy cái 07 của em nè. Đây. Em có cái đầm này nè chị, cổ vest nha, màu đỏ đô. Đè cái này thì có, còn em đang mặc sơ mi thì không có màu đỏ. Em có sơ mi màu đen, màu trắng. Ờ, nền hoa thì nhiều, nền hoa hoặc là sơ mi vàng thì em có thôi. Chứ nếu mà màu đỏ thì em không có sơ mi rồi. Cổ vét được không chị ơi? Được thì ok cho em nha. Em mặc cho chị coi cái vét màu đỏ. Đây, em qua cho mình cái sơ mi sọc đen nè. Sơ mi sọc đen là 1291. Sơ mi sọc đen là 1291 các chị nha. Cái sơ mi này em mới về ha, em may là dạng suông. Thường mấy cái sơ mi khác là em may là dạng xè hết. Có hai cái sọc mới về, sọc trắng với sọc đen nè. Là em may dạng suông với cái chất của nó là cái chất thun mỹ nha. Chị Nguyễn Ngốc nè. Này em ơi, nay chị nhận hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị nhiều nha. Hôm nào mà mấy chị mình có mặc đồ của sắp em mà có đi đám cưới nè, hay là cà phê, pháo du lịch gì đó, nói chung là có chụp hình á, gửi tặng em vài tấm nha. Em đăng lên cho em khoe. Chứ mắc công nhiều khi mấy chị khách mới, mấy chị không có tin là hàng đẹp chuẩn mẫu không hà. Mấy chị cứ thấy hàng rẻ đó, cứ sợ là hàng không đúng. Mình gửi hình cho em vài tấm, em đăng lên trang em làm mẫu cho shop luôn nha. Rồi em lên cái sơ mi này cho mình, tặng kèm cái sợi dây cùng màu với đầm luôn. Nếu các chị thích cột dây này thì mình cột vô cho em. Còn không á, mình có thắt lưng khác ở nhà rồi. Nổi hơn thì mình có thể phối cộng thắt lưng khác, có thắt lưng nào phối cái đó. Còn không thì em có tặng kèm cho mình cái dây này nè, nó cùng màu với đầm ha. Sơ mi sọc đen mã số là 1291, đẹp chưa? Mặc sọc đen là thấy là vừa thon dáng và vừa ăn gian chiều cao được thêm một chút xíu nữa luôn. Em đang sale với giá tiền chỉ có là 299k nha. 65kg độ về giúp em ạ. À, chị để số điện thoại bên shop mình chốt đơn được không? Dạ được chị Trang Phạm ơi, mình cho em số điện thoại của mình ha. À, em sẽ liên hệ lại tư vấn sai cho mình chị yêu nha. Còn nếu các chị mà không có rành nhắn tin này kia thì mình có thể gọi thẳng vào số hotline của shop em để chốt đơn cũng được. Nhiều khách bên em ví dụ như lớn rồi đó, mấy chị mà năm mấy 60 tuổi á, đâu có cái đường nhắn tin đâu, là chỉ có là xem like thấy cái mẫu ưng hay không rồi gọi điện vô shop là chốt ở cái mã đó. Nghe em đọc cái mã rồi nhớ cái mã, gọi điện thoại chốt đơn luôn cũng được. Còn mình rành nhắn tin thì mình nhắn tin cũng dễ hơn ha, đỡ mất thời gian gọi điện thoại, thì mình nhắn tin giúp em cái mã đầm mình muốn mua, cái số điện thoại của mình, rồi em sẽ liên hệ tới tư vấn size và chốt giao hàng về tận nhà. Em chào chị Thủy Trần nha. 1291 tại sơ mi sọc đen. Sơ mi sọc đen mã số là 1291 nha. 65 ký độ về cho em là vừa. Sáu mươi lăm cái
độ về cho em là vừa nha. Sọc đen, sọc trắng nữa. Sọc trắng nè, hai màu là nha, chất thun mỹ. May dạng sơ mi suông nha. Sơ mi suông để không có may túi. Mấy cái sơ mi xòe thì đa số có túi á. Còn sơ mi suông không có túi nè. Dạng suông suông dễ thương ha. Bộ đen thấy chị nào cũng mặc cũng hợp. Xinh. Ai mặc cũng hợp. Sale với giá tiền là 299k, 65kg độ về nha. Chị Liễu Liễu chốt đơn 1291 sơ mi sọc đen luôn. Sọc đen cho chị Lucy Lê. À thiếu mã số. Cho em xin cái mã số chị yêu nha. 1291. Sọc đen mã số là 1291 nè. Cái dây này là cùng màu với đầm ha. Thì cột vô nó sẽ không có được nổi bằng những cái dây thắt lưng khác của các chị mình. Ở nhà mình có rồi mình cứ đeo vô ha. Rồi 1291 kèm xếp hạ cho em ạ. 299k, 65kg độ về cho em là vừa luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp hạ cho em là ok nha. Chất thun mỹ ạ. Vải này nó dày dặn sẵn rồi chị ơi, không cần lót luôn. Cái đầm này nè, em may có một lớp thôi. Em đố có gì thấy bên trong em mặc màu gì luôn á. Nó siêu dày cho mình luôn. Không cần lót nha cả nhà mà vẫn mềm nha. Có thể tăng được thêm cỡ 1-2kg nữa. 1291, 1291 sơ mi sọc đen. 1291 sơ mi sọc đen nha. Để em mặc cho mình coi thêm một em váy nữa nha. Em chào chị Hạnh ạ. Chị là mới vô nhớ là chia sẻ like cũng như chấm bài tương tác nha. Để kiểu như là hồi em like xong em có tắt đi em lưu lại á thì mình xem lại. Mình xem khi mà em đã tắt rồi thì mình vẫn được chốt đơn nếu trước đó mình có chia sẻ live stream nha. Mình cứ chia sẻ trong thời gian live stream đi. Mình bận cái gì mình không coi được thì hồi mình coi lại em cũng chốt được nha. Rồi đây em lên cho mình coi một em váy nữa nha. À cái đầm này, 70kg vừa nè. Quên mất tiêu cái đầm rẻ đẹp này của em. Sale có 99k thôi mà 70kg vô vừa luôn. Khách em nhận cái đầm này chị làm cũng thích hết trơn á. Dễ thương, nhẹ nhàng dễ thương ha. Một lớp không có tay luôn. Bo thun phần eo nè, 70kg vô vừa cho em cái váy này. 1240 có trăm mà có 99k thôi hả? Có 99k cho các chị mình thôi. 1240. 1240 kèm xếp hạ cho em nha, 99.000 đồng. Hello chị Nana nè. Chấm bài tương tác cho em nha. Chị nào theo dõi like lâu lâu chấm cái. Chấm cái là để không có bị kiểu như là ẩn thông tin của mình tương tác nhiều thì em livestream nó sẽ hiện lên mình sẽ thấy, hoặc là mình comment, mình đặt hàng hay mình hỏi em cái gì đó, em cũng sẽ thấy luôn. Tại vì nhiều khi khách em không có tương tác á, cái không thấy livestream của em luôn. Là Facebook không có thấy luôn, phải vô trang của shop mới thấy được livestream. Chứ còn bình thường lúc ở ngoài là không thấy luôn. Đó là khi mình bị giảm tương tác đó chị nha, nên là chấm bài tương tác giúp em cũng như là chia sẻ livestream khi đặt hàng nha. Chị là giáo đầm da bèo nhỏ size XL. À ok chị hiện luôn. Rồi cái bèo nhỏ chính xác là 1294 chị yêu nha. Mình có mã số chưa ta? Chưa. Chị chưa có mã số rồi, cho em xin cái mã chị ơi. Em cầm cho chị coi lại, phải cái này đúng không? Bèo này là 1294 này chị Hiện ơi, chị cho em xin cái mã số đi. 1294 nha. Size của chị thì em có, giá tiền thì đúng rồi. Nhưng mà em chưa có thấy cái mã số 1294 giúp em. Còn em đang mặc đây là 1240 nè. Đầm đen hoa hồng bao tung eo này nè là 1240. Cái này em sale có 99k thôi hả. Cái này chị nào bầu mặc được nha. Bầu bí mặc được luôn. Hoặc chị nào tròn tròn người xíu. Người mình nó hơi to xíu đúng không? 70kg vô vừa. Eo 90-92 mặc vừa luôn. 99.000 đồng. Ok chị Mỹ Phượng lấy 1240. Eo của chị là 84 là bao vừa luôn. Eo đầm này 90 vô vừa mà. Chị Nguyễn Trâm lấy 40 nữa nè. Đó 99.000 đồng thôi nha. Chị Lê Hiền. Chị Lệ Hiền chúc đơn 1240 luôn. Đây 99k cho mình. Đẹp xuất sắc luôn, không đẹp không lấy tiền. Vải này là mặc vừa mát vừa nhẹ nhàng. Cái kiểu này thì nó hơi đơn giản cho nên các chị có thể mặc ở nhà, mặc đi dạo phố, mặc đi cà phê, mặc đi chợ, nó sẽ mát và nhẹ nhàng cho mình. Và trong khi có 99k thôi. Độ dài cũng là dài tới bắp chân của em nè. 1240 99.000 đồng. Gộp đơn cho chị Sơn, chị Tuyết Sơn luôn nè. Không có màu khác, chỉ có một màu hà. Có một màu thôi nha. Em có đúng một cái đầm sắc nắp này thôi. Bởi vậy cái em này là đầm không tay, dạng đầm xòe á. Đầm không tay mà dạng xòe là duy nhất của shop em luôn. Mấy cái ghi có tay không nha. Mấy cái xòe khác là có tay ngắn hoặc là tay lỡ. Chứ có mỗi cái là không tay thôi. Độc quyền một cái duy nhất. 1240. Em sale giá là 99k cho mình luôn. Chị Nguyễn Úc đẹp quá, cảm ơn chị nhiều. Em ơi nay chị nhận hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Úc nha. Thấy không, khách em nhận hàng rồi kìa, thiệt luôn. Mấy cái đầm này mà nhận là các chị chỉ có mê thôi. Mưa ta. Cái đầm này mấy chị nhận là chỉ có mê thôi. Em bảo đảm với các chị luôn là chắc chắn em giao chuẩn mẫu nha. Mặc sao là em giao vậy, không bao giờ khác được hết trơn á. 1240 kèm xếp hỏi cho em ạ. 1240
size M, size L, XL và 2X luôn. Em chào chị Hà, chị Hạ My ạ. Chào chị chào chị Vessel nha. Rồi 65kg đổi lại giúp em hoặc là 70 cũng được luôn. Đầm này 70kg vừa, bầu bí bao trang được luôn ha. Tiếp tục em sẽ qua mẫu khác nè. 65 70kg đổ về cho em nha, 99.000 đồng, 99k nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm nhé, em chừa hàng chừa size cho mình. Rồi đây, qua cho các chị xem cái váy này. Để em xíu nha, em mặc cho mình xem thêm một em váy nữa. Rồi em có cái body đuôi cá này nè. Em có đầm body đuôi cá đang sale với giá tiền là 199k thôi, mà full size cho các chị mình luôn. Nếu các chị thích mặc body mà cho nó dễ di chuyển hơn, mình mặc ôm mình không thích, mình thích cho nó dễ di chuyển, cho nó xè xè phía dưới á, thì mình chọn đuôi cá giúp em nha. Ngay phần đầu gối đặt từ đây nó sẽ ôm nè, nhưng mà ngay cái đầu gối nó sẽ xòe ra thì mình bước đi nó sẽ dễ hơn đó. Ai mà không quen chọn cái này giúp em 1269. Đúng rồi chị Hiệt, đúng rồi, đặt chính xác rồi chị nha. Gia Bell là 1294. Ở phía trên em thấy chị có số điện thoại rồi, chút xíu em liên hệ tư vấn size, mình nhớ nghe máy giúp em nha. Rồi body đuôi cá 1269 à, màu vàng. Đuôi cá 1269 màu vàng nha. Em lên cái bao nhí cho cô xem lại tí được không? Vậy sau cái đầm này nha, sau cái đầm này đi, em sẽ mặc cái bao nhí mình đợi xíu nha. Sau cái đuôi cá này cái đã, em lỡ mặc cái này trước rồi. Đuôi cá 1269 ạ, à, đuôi cá vặt xéo bên cao bên thấp, mình di chuyển nó cũng dễ lắm nha, đi đứng nó thoải mái bình thường. Đặc biệt ngay cái đầu gối khi mình co lên mình bước đi á, nó sẽ xòe ra rồi, không khác gì đồng xòe luôn, mặc di chuyển thoải mái giúp em luôn, mặc đi làm cả ngày cũng được luôn. Em sale có 199k thôi ạ, 1269 body nha, vải lụa đính ngọc trai trên cổ áo nè, còn đuôi cá phía dưới là bên cao bên thấp, đuôi cá xéo nha, 1269. Em sale giá là 199k nha em. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. Mã số sản phẩm kèm xuyên thoại giúp em, đầm body đuôi cá vải lụa luôn, khóa phía sau lưng và không có túi nè. Đầm body đuôi cá không may túi nha. Mấy cái body khác cũng vậy, không may túi. Sale 199.000 đồng. Chị Mỹ Ngọc ơi, có 199k thôi. Bình thường em sale là 299 đó. Hôm nay em đã giảm 100k rồi, là mình có thể mua được cái đầm này. Với cái 100k em đã giảm, mình có thể mua thêm một cái khác nữa. Đây, em mới sale 99k cái váy này là mặc rồi ha. Rồi cái đầm màu hồng mới mặc qua cũng 99k, cái hoa hồng đó. Thấy không các chị, hôm nay mua hai từ một sản phẩm, các chị tắt cho mình mua được hai cái luôn, tại vì em đã sale rất là nhiều. Đầm này sale 100k luôn, còn có 199k thôi. 65kg độ về giúp em nha, 1269 cho chị nhờ. Ngọc Ngân luôn ạ. À, rồi ok, chị nào chưa có lên đơn giúp em, chị nào chưa có lên đơn giúp em nha, 1269 nhận điện thoại cho em ạ. À, chốt luôn. Ai chưa có mình đặt hàng sớm nè, em chưa hàng chưa sai cho mình. Mã hàng kèm điện thoại cho em là ok nha. Rồi bây giờ để em qua cái bao nhí cho mình coi nha. Đây là em xíu luôn, cũng gần hết thời gian, để mặc luôn cái bao nhí cho mình coi. Đây, bao nhí là 1294 ha. Cứ thấy beo là mặc định là dễ mặc và sang liền luôn các chị. Thiệt, hoa này hoa kia không biết mình thích hay không, chứ beo là em rất là tự tin luôn. Từ cái chất tới cái hoa văn này, em đảm bảo là chị nào cũng sẽ mê hết. Đầm da beo, beo nhí các chị nha, 1294 nè. Lúc nãy em có mặc rồi ha, bây giờ em sẽ mặc tua lại cho mình coi, nên em sẽ mặc qua nhanh nha, cỡ tầm 2 phút cái đầm này thôi. Đang sale với giá tiền là 299k da beo. Tay lỡ nè, cổ chéo tay lỡ, khóa phía sau lưng có túi hai bên luôn. Em chốt giá là 299.000 đồng. Dạ em chào chị Nguyễn Thủy nha, chào chị Suri Nguyễn luôn. 63kg vừa không em? Dạ vừa chị, đầm này full size mà. Em mặc cái bao này là mới nhất luôn ha, trong mấy cái bao thì cái bao này là mới nhất, bao nhí nhỏ nhất cũng là mới nhất luôn. Thì em còn full size cho mình nha, từ 40-65kg mặc được. 1294 kèm xuyên thoại cho em, 65kg độ về, 299.000 đồng. Em chào chị Liễu Trần luôn ạ. Rồi chị Lệ Thảo, chị Lệ Thảo gộp đơn 1294 size L. Dạ ok chị yêu nha, đầm này em còn
full size cho mình ha. Trong đó thì em thấy là mỗi size nó cũng chỉ có mấy chục cái thôi. Size L em có 5 cái thôi nha. Tình hình là cái da beo này, nếu chị nào mặc size L mà thích cái da beo của em thì mình nên đặt luôn. Em chỉ còn vỏn vẹn có 5 cái size L mỗi đầu này thôi. Còn lại mấy size khác thì trên dưới 50 cái. Size XL với size 2X đó là trên dưới 50 cái. Size M còn 19 và size L còn 5 các chị nha. Tình hình này là mai mốt các chị quay lại chỉ còn size lớn thôi ạ, đảm bảo luôn. 1294 em gần hết rồi. 299k beo nhỏ các chị nha, beo nhí nha. Chị Vũ nè, chúc cái 94 nè. Chị Thiên Nguyễn 94, 68 ký mặc vừa không? Dạ không rồi. 68 thì có cái 99k mới mặc qua là chị vừa nha. Này không vừa, tại vì em mang chiếc eo nè. Đây em đứng cho mình coi. Em, tại vì beo nó nhí quá nhìn không thấy cái đường chiếc eo ha. Chứ thật ra có một đường chiếc eo ở đây. Em có may chỉ rồi, chiếc eo ở đây cho mình rồi nha. Không có co giãn được nha. Đầm này, cái chất này nó cũng không có co giãn nhiều. Nó chỉ co giãn nhẹ cho mình thôi. Nên là tầm 65 hoặc là, à đúng 65 thôi. 64, 65 chế độ về cho em thôi. Hoặc eo dưới 84. Đo cho em cái phần eo nha. Trường hợp chị nào mà trên 65kg mà mình cao ơi là cao, mình 67-68kg đi nhưng mà cao tới cả 1m77 mấy lận thì vẫn có thể vừa. Đo cho em cái phần eo, eo dưới 94 vô là vừa. 12, à quên, eo dưới 84. Eo dưới 84 các chị nha. Còn mã số là 1294. Da beo nhí mã số là 1294, sale còn 299.000 đồng. Eo dưới 84 giúp em nha, 65kg độ lại cho chị Ngọc Diệp và 1294 kèm xếp họ cho em luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp họ cho em là ok nha. Rồi tiếp theo em sẽ qua mẫu khác nữa nè. Nếu mà các chị size lớn ha, em sẽ có cái mẫu này. Đây để em xíu nha. Em mặc nốt cái lần maxi để cho mình coi nha. Maxi này thì coi giãn được nè. 70kg mình mặc vừa cho em cái mẫu này. Dài thước tha luôn. Đầm này là phải nói là vừa xịn sò cho các chị đó. Nó vừa dài, vừa coi giãn 70kg. Mà nó còn hai lớp rồi, hoa nó còn lấp lánh kim tuyến rồi các chị. Thiệt luôn. Cái này là không... không đẹp cũng không lấy tiền được luôn nè. Đây các chị coi đầu tiên cái hoa giúp em trước nha. Đây em có viền kim tuyến trên những cái bông hoa này. Bông nào cũng có viền hết, bông to bông nhỏ gì cũng có viền hết, lá cũng viền luôn. Đó, thứ nhất là cái vải đẹp lấp lánh đúng không, hai lớp cho mình nè, đầm von hai lớp nè. Rồi khóa, à không có khóa kéo, mẫu này là không có khóa kéo các chị nha. 1277. Rồi tình hình là em còn full size cho các chị mình luôn. Tình hình là còn full size nha cả nhà, 65kg hoặc là 70kg mặc vừa nha. Em không có size 3X, 4X gì đâu. Chẳng qua là tại vì cái đầm này là em may bo thun. Đây các chị coi, em may bo thun nha. Nên nó mới tăng được thêm 5kg nữa. Em trừ hao, tăng co giãn rồi là 70kg độ về cho em nha. 70kg đô lại, 1277 giúp em luôn. Bầu bí mặc được cho em luôn nè. Đầm von hai lớp, không có khóa kéo nha. Bù lại em có may hai cái túi hai bên. Đó, rồi cái dáng nó dài tới cổ chân luôn nè. Em coi mét 6 là mặt dài tới cổ chân luôn. Có 299k thôi. 1277 nha cả nhà. Giờ em đổ cái chị kiếm ở đâu ra shop nào ngoài kia bán maxi dài như vậy nha. Hoa lấp lánh nha. Coi dạng giống em mặc nha. Mà giá bằng bên em, đảm bảo không có. Thị trường em thấy á, nổi mấy cái đầm màu hoa lưng lửng ở phía sau thôi, không coi dạng thôi. Em thấy người ta bán là 470, 530. Là có một số shop các chị theo dõi sẽ biết ha. Nhưng mà bên em thì không. Em bán trên live làm trơn khách thôi, chứ không cần bán lời trên live làm gì hết. Trên live là em muốn giới thiệu thêm cho nhiều khách khác biết tới shop em. Em chấp nhận lỗ vốn ở trên live là 299k cho mình. Thậm chí một số mẫu em sale có 150 thôi, hoặc là 99k thôi cũng có. Đầm này thì mới về nha. Coi dạng 70kg giúp em nè. Hoa viền kim tuyến nè, túi hai bên. Em sale chỉ có 299k ngày hôm nay. Có túi hai bên nè. Em cao mét 6 nha. Đây dài tới cổ chân của em rồi. Chị nào cao mét 555 là còn dài hơn, còn đẹp hơn nữa. Còn nếu ai cao mét 65 hoặc mét 7 thì sẽ là lưng lửng cho mình thôi, nhưng mà vẫn đẹp nha, vẫn đẹp mình yên tâm. Sale 299k nha. Chị Ngọc Hinh chúc đơn 1277 nè. 1277 nha cả nhà, full size 70kg vừa. 1277 các chị nha, full size 70kg vừa giúp em nha. Chị nào chưa có cái lên đơn ạ? Beo nhí, chị Nam Hoàng cho em xin cái mã là 1294 nha. Beo nhí là 1294 mới mặc qua. Còn em đang mặc là 1277 nè. Mã số là 1277, chất liệu là vải von. Đầm này em may hai lớp các chị nha, trong có lót nè. Đầm von hai lớp nha, em may kỹ từng cái đường may cho mình luôn á. Đây các chị mình biết là cái shop đó bán đồ kỹ hay không, mình cứ nhìn cho những cái đường chỉ mặt bên trong nha. Mình coi cho em cái biên nè, cái vạt đầm á các chị mình coi nè, có cuốn biên có bắt sổ cho mình không. Em là em may trần lại cho mình luôn, không thấy được cái đường chỉ thừa ra luôn. Đó,
đến cái lớp lót ở bên trong ha, lớp lót bên trong là không ai thấy. Em cũng vắt sổ cho mình nè, đó mình yên tâm nha, từng cái đường chỉ em đều có vắt sổ, đều có cuốn biên may kỹ càng cho mình hết rồi. Lót bên trong còn kỹ huống hồ chi vải bên ngoài, mà em sẽ có 299k thôi, 65 kg độ về giúp em nha. Em chào chị Thanh Lam ạ. 1277 có mango, mango không sót. Mango, mango là sao chị Thi Nguyễn ơi? Chất lụa đúng không? Chị hỏi cái lụa mango đúng không ạ? Lụa mango là em một nhà luôn. Nãy giờ chị vô trễ quá chứ em qua đầu lao giờ chứ thiệt tình luôn là hơn 70% đầm em đang có đều là vải lụa hết nha. Còn lại phân ít là em có đầm ren nè, đầm von nè, la dông, ataxi kim tím, mấy cái chất mới về chứ hơn phân nửa là đầm lụa hết trơn luôn á. Rồi em đang mặc là 1277 nha, nhưng mà chị vô trễ quá, em mặc qua quá trời đầm lụa rồi. Hay là mình nhắn tin cho em đi ha, nhắn tin cho em đi, em coi còn cái nào chưa mặc em hãy gửi cho mình coi, tại vì thời lượng livestream đấy là em đã hết rồi nha. Điện thoại em nó không có like lâu được, có tầm tiếng rưỡi tiếng 35 là em ngưng rồi. Nên là chị nào vô trễ á, mình xem lại đầu giúp em nha. Nãy giờ có mặc qua rất là nhiều mẫu rồi, đầu la giờ em mặc qua vô số đầm đẹp rồi, giá sale là chỉ có trong thời gian livestream, trong lúc mà em giới thiệu sản phẩm đó. Nên bây giờ chị nào mà có chia sẻ rồi ha, em sẽ ưu tiên cho những ai vô trễ. Nếu có chia sẻ cái like này cho em 3 lần rồi thì khi mà em tắt like đi, em lưu lại, mình vẫn có thể đặt hàng. Mình đặt trong khi em tắt like nhưng mà có chia sẻ là vẫn chốt bình thường nha. Chỉ có những chị mà không có chia sẻ livestream á thì mua với lại giá nó cao hơn thôi. Rồi 1277 kèm số điện thoại cho em sẽ lưu lại bài livestream này nha. Chị nào vô trễ sẽ lại giúp em ạ. Hoặc là mình đón theo dõi những livestream kế tiếp của shop em, nhớ bấm theo dõi trang của shop các chị yêu nha.